hãng sản xuất phim châu Âu với sự tham gia của đài truyền hình quốc gia France 2 của Pháp. Jean-Louis Romier giới thiệu chương trình phim tài liệu của Jean-Arthus Bertrand. Trái đất nhìn từ bầu trời. Nhà sản xuất Christian Cassio. Giám đốc nghệ thuật Hono Etu. Âm nhạc Armand Amar. Đạo diễn Eric Valli. Nuôi sống gia đình là nỗi lo hàng ngày của hàng tỷ người trên trái đất. Thế mà chúng ta đã quên mất điều này. Xin chào tất cả. Paris đẹp lắm, phải không các bạn? Nhưng chắc hẳn ai cũng ngạc nhiên khi Paris có mặt trong một phim tài liệu về nông nghiệp. Các bạn sẽ nhanh chóng hiểu vì sao. Paris có vài triệu người. Mỗi ngày, hàng tấn trái cây, rau quả, thịt thà, ngũ cốc đổ về đây để cung cấp cho các nhà hàng, các quán ăn nhanh, các siêu thị. Người dân Paris tiêu thụ mỗi ngày 340 tấn bánh mì, 520 tấn thịt, và toàn bộ lượng thực phẩm này được cung cấp bởi 2% số dân Pháp. Vâng, nông dân chỉ chiếm 2% dân số nước Pháp, và chỉ 2% dân số này nuôi cả nước chúng ta. Một con số đáng kinh ngạc. Cách đây chỉ mới chừng 50 năm, 1/4 dân Pháp là nông dân. Nhưng từ khi nền nông nghiệp được hiện đại hóa, đời sống của chúng ta đã thay đổi đến tận gốc rễ. Thành phố cứ lớn dần lên, nông thôn bị thu hẹp lại và nông dân vắng dần. Thế nhưng nền nông nghiệp hiện đại này giờ đây không còn thích hợp nữa, cần phải thay đổi nó. Chúng ta không thể tiếp tục như thế được. Hiểm họa mà nó gây ra cho môi trường và cho sức khỏe của chúng ta đã được chứng minh rất rõ ràng. Tất cả chúng ta cần phải hành động thôi. Trái đất thật tuyệt vời, các bạn sẽ lại được thấy nó trong phóng sự này. Trái đất còn có thể cho chúng ta rất nhiều thứ, nhưng trước hết chúng ta phải làm hòa với trái đất đã. Nhiều nhà nông đã ý thức được điều này, cần ủng hộ để họ đối đầu với vấn nạn, kinh tế, môi trường, sức khỏe đã lan rộng trên toàn cầu. Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đến gặp họ ở Pháp, Ấn Độ, Áo và Indonesia. Cuộc hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu từ Pháp, tại vùng Vosges. Ở đây vẫn còn kiểu chăn nuôi theo truyền thống, nhưng không biết sẽ kéo dài được bao lâu đây. Trong chăn nuôi hiện đại, thức ăn, điều kiện môi trường thật ghê rợn. Có một người đã đứng lên chống lại, đó là André Pochon. Như là địa ngục, tôi không hiểu làm sao mà người ta có thể đối xử với thú nuôi như thế. Tại các lãnh thổ vùng biển đảo của Pháp, nhà nước đã cho phép sử dụng một loại thuốc trừ sâu độc hại trong các vườn chuối. Người dân đang lên án chính quyền Pháp đã đầu độc họ. Trong khi miệng nói với chúng tôi là tự do, tình người, nhân đạo, nhưng tay họ đang hủy diệt cả một dân tộc. Trên đất liền, vùng Camargue cũng đang bị đe dọa. Đủ loại hóa chất độc hại tích tụ trong đất. Để cứu lấy vùng sinh thái tuyệt vời này, cần phải có cách giải quyết đến từ nông dân. Ở đây chúng tôi sản xuất gạo sạch và an toàn, sản phẩm có ghi dấu đàng hoàng. Tại Ấn Độ cũng như nhiều nơi khác trên trái đất, phương thức thâm canh trong nông nghiệp đã cứu đất nước này thoát khỏi nạn đói. Nhưng ngày nay, toàn bộ hệ canh tác này đã kiệt sức. Uman Radut là người đang đấu tranh cho một nền nông nghiệp thân thiện hơn với môi trường. Đây là vùng đất chết. Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình đến nóc nhà của châu Âu, núi trắng. Vì ở đây tuyết không bao giờ tan hết, ngay cả trong mùa hè. Nền nông nghiệp hiện đại đã góp phần làm nóng quả địa cầu và làm băng khắp nơi tan chảy, nhưng cũng có thể là nạn nhân đầu tiên của sự biến đổi khí hậu. Tại Indonesia, con người đang phá rừng nguyên sinh để trồng cọ lấy dầu. Linh trưởng không còn đất sống nữa. Sinvan Anjeran đang chống lại kiểu chiếm đất và phá hủy sự đa dạng sinh thái này. Ở Pyrenees, trên vùng bình nguyên Bay, một nhà chăn nuôi đã dung hòa được thiên nhiên và cách chăn nuôi hiện đại. Philippe Lacuip sẽ nói về nền nông nghiệp tương lai. Tôi và con cái tôi là những người đầu tiên tiêu thụ sản phẩm do chính mình làm ra từ trên mảnh đất của mình.
Các bạn cần hiểu rằng chúng ta phải thẳng thắn tố cáo những tác hại của nông nghiệp kiểu thâm canh, và quan trọng hơn nữa là phải tìm được lối ra bằng cách hợp tác với nông dân. Và các bạn sẽ thấy, tại một số vùng ở Pháp, nông dân đã chọn cơ hội đa canh. Vùng núi đồi Alsace là biểu tượng của sự lựa chọn này. Trên sườn đồi người ta trồng nho làm rượu hoặc hoa hướng dương. Càng lên cao, việc trồng trọt càng nhường chỗ cho đồng cỏ và chăn nuôi. Đây là thung lũng Munster, vùng Vosges, với các chủng loại bò địa phương, bò vùng Vosges và bò vùng Tarento của Ý. Nhân nói về chủng loại địa phương, các bạn có biết là trên thế giới, cứ một tháng là có một loài bị tuyệt chủng không? Và có biết vì sao không? Đơn giản là vì các loài ấy không thích hợp với tiêu chuẩn chăn nuôi kiểu công nghiệp hiện đại. Tôi thấy thật đáng tiếc vì cứ mỗi một loài tuyệt chủng là một phần đa dạng sinh học trong nông nghiệp cũng biến theo, biến mất vĩnh viễn. Chăn nuôi kiểu truyền thống như từ xưa đến nay ông bà ta vẫn làm đang ngày càng hiếm. Vì sao? Vì chúng ta ăn càng ngày càng nhiều thịt, nhiều gấp 5 lần cách đây 50 năm. Để chạy theo năng suất, kiểu chăn nuôi hiện đại không cho bò ăn thức ăn tự nhiên của chúng là cỏ nữa, mà cho chúng ăn đậu nành hoặc bắp. Không theo cách hiện đại nên bò trại Flottenbrunnen của vùng Vosges này vẫn còn được ăn cỏ. Tiếc thay, ở Pháp ngày càng hiếm bò được nuôi bằng cỏ. Anh nghĩ sao? Nó đang nhai lại đấy, vì bò là loài nhai lại mà. Chúng ta sẽ đến gặp André Pochon. Ông đã 75 tuổi, lúc nào cũng vẫn đam mê, nói thẳng, nói thật và không sáo rỗng. André Pochon, cả đời ông làm nghề chăn nuôi, ông từng làm và từng là nhân chứng hùng hồn của sự phát triển nông nghiệp khó tin này. Vì sao mà nông dân bỏ kiểu canh tác truyền thống để phát triển nông nghiệp chạy theo năng suất như thế này? Nhà nước đã khuyến khích nông dân bỏ đồng quả tuyệt vời này để thay thế bằng bắp và đậu nành Mỹ. Đây là một chính sách có tới hai cái ngớ ngẩn, có thể nói là ngu xuẩn. Ngu xuẩn thứ nhất là bắp rất nghèo chất protein, không đủ dưỡng chất cho thú nuôi. Thế là để bù lại protein thiếu trong bắp, người ta phải làm điều ngu xuẩn thứ hai là cho chúng ăn thêm đậu nành, cái đậu nành quái gở của Mỹ ấy. Vì thế mà có cặp từ bắp đậu nành đi chung với nhau khi nói về thức ăn trong chăn nuôi. Thế tại sao nông dân, những người luôn cho mình là hiểu biết, lại bị quyến vào chuyện này nhỉ? Ôi trời, cái vụ này mà chính ông cũng vướng vào nó đấy thôi. Đúng vậy, để tôi nói cho anh nghe. Vào thập niên 70, người ta quảng cáo, tuyên truyền cho cái cặp bắp đậu nành này rầm rộ lắm. Bắp, 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 lúc nào người ta cũng nói tới bắp. Nào là loại tốt nhất, gieo với khoảng cách nào thì lợi nhất, làm sao thu hoạch, máy nào là thích hợp nhất, chuồng phải làm lại ra sao, vân 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 vân. Suốt ngày, người ta tiêm vào đầu chúng tôi chỉ bao nhiêu đó. Đến nỗi mẹ tôi, lúc đó đã 72 tuổi, là người luôn biết nghĩ, chín chắn. Vậy mà khi đến thăm trại của tôi, bà còn nói, Đê Đê Pô Sông, con sao vậy? Bây giờ khoa học tiến bộ lắm, sao con không làm theo giống người ta, sao con không trồng bắp? Và thế là anh làm theo. Chứ còn sao nữa, tôi chịu thua. Tôi nghe theo, tôi từ bỏ đồng cỏ tuyệt vời của tôi, đồng cỏ xanh gì đã nuôi dưỡng đàn bò của tôi, để cuối cùng chẳng được gì cả. Tôi phá đồng cỏ để trồng cái cây bắp chết tiệt này. Thế đấy, tôi đã làm cho giống người ta, tôi làm mà lòng đau đớn. Năm đầu tiên còn tạm ổn, năm thứ hai bắt đầu khốn đốn, năm thứ ba mất trắng. Lúc đó là vào năm 1972, đến mùa thu hoạch chẳng có lấy một hạt bắp, cả đồng bắp là con số 0. Nông dân khai báo là mất mùa, thế là được nhận tiền đền bù. Nhà nước tài trợ cho nông dân để chúng tôi mua thức ăn cho bò, mua từ vùng lân cận Paris, vì kế hoạch trồng bắp cho bò ăn ở đây bị phá sản mất tiêu rồi. Từ năm 72 đến năm 92, tức là trong suốt 20 năm, trong vùng tôi sống, cứ cách một năm là nhà nước phải tài trợ bắp như thế đấy. Màn 1, nông dân khai báo mất mùa. Màn 2, nhận tài trợ. Lần nào cũng vậy, cứ thế mà làm. Và từ năm 92 đến nay thì anh biết rồi, không phải 2 năm một lần nữa,
mà năm nào nhà nước cũng phải tài trợ. Còn đồng cỏ thì khỏi bàn, chẳng thấy chính sách nào cả. Câu chuyện thực về bắp là như vậy đấy. Anh thấy nó có hay ho không? Nông dân đã mua nhiều máy móc, nhiều hạt giống, nhiều phân bón hóa học hơn. Đồng cỏ biến mất, thay vào đó là trang trại bằng bê tông. Cỏ không còn nữa, thay vào đó là các máng đầy thức ăn. Tất cả đều xa rời truyền thống của thung lũng này. Khuynh hướng bây giờ là đẩy chăn nuôi công nghiệp đến mức tối đa. Các bạn còn nhớ hình ảnh các chuồng trại chăn nuôi khổng lồ của Mỹ được ghi hình trong loạt phim của chúng ta không? Các con bò bây giờ đúng chỉ là những cái lò sản xuất thịt. Có đến hàng trăm ngàn con bò trong một cái chuồng. Chúng nó thuộc vào loài ăn cỏ. Thế mà bây giờ buộc phải tiêm hormone và uống trụ sinh. Kiểu chăn nuôi công nghiệp đã đối xử với con bò không hợp với bản chất trời sinh của nó. Ở Pháp, đó là trường hợp xảy ra với heo, mà thịt heo là loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Ông André, nói về trại heo mà dùng từ trại tập trung thì ông có nghĩ là hơi quá đáng không? Chẳng quá đáng chút nào cả. Anh đã nhìn thấy heo đứng trong lồng chưa? Nuôi heo trong lồng nghĩa là làm sao? Nghĩa là heo bị nhốt trong khung cả ngày lẫn đêm. Giữa các khung có một cái thanh bằng bê tông đặt song song nhau với khoảng cách là 2 cm, còn chỗ tiểu tiện thì nằm ngay phía dưới. Hình ảnh khủng khiếp này được quay ở Canada. Ở Pháp cũng sống hệt như vậy. Thế nhưng không hãng chăn nuôi nào ở Pháp đồng ý cho chúng tôi ghi hình. Tại sao vậy? Điều này chứng tỏ là có vấn đề. Nước Pháp sản xuất mỗi năm 25 triệu con heo. Nhìn con số này là đủ để biết thịt chúng ta ăn hàng ngày được chế biến trong điều kiện nào rồi. Người ta biết hết đấy, nhưng không ai muốn thấy điều đó. Điều này cũng có nghĩa là tất cả chúng ta, ai cũng có phần trách nhiệm. Người ta chất chúng chồng lên nhau như cá hộp, mà chúng là con vật sống. Mỗi chú heo cân nặng 100 kg mà chỉ được sống trong 0,66 m². Anh có tưởng tượng ra không? 0,66 m². Vâng, những con vật tội nghiệp, chúng không có gì để gặm, cũng không có lớp trải dưới đất để ủi. Heo là giống ủi mà, không có gì để ủi thì chúng khịt khà ủi vào mông con đằng trước, rồi chúng cắn đuôi nhau. À, vì thế mà người ta cắt đuôi chúng đi. Bởi vậy, để chúng khỏi quậy quọ nhau ngay từ lúc mới sinh ra, người ta cắt hết đuôi chúng cho xong, bẻ luôn răng nữa, nếu không chúng sẽ gặm mấy thanh bê tông. Đời sống những chú heo là thế đấy. Tội lắm, suốt đời chỉ có ăn, nằm xuống, đứng lên, ăn, chen chúc trong lòng. Chăn nuôi công nghiệp mà, ôi như địa ngục ấy. Nếu ai còn lương tâm một chút mà thấy cảnh này cũng phải thốt lên. Làm sao mà chúng ta có thể đối xử với những con vật bạn của chúng ta như vậy? Nhưng dường như những nhà chăn nuôi công nghiệp này đâu có ăn thịt mà họ sản xuất ra đâu. Nếu họ muốn ăn thịt heo thì họ sẽ mua từ những trại nhỏ. Ở đấy heo nuôi cách khác, có đất hoặc lớp trải cho chúng ủi đàng hoàng. Vậy cách giải quyết của ông là gì? Cách giải quyết à? Cách giải quyết phải hợp tình hợp lý. Cần phải nhanh chóng trở về với tình trạng tự nhiên trong chăn nuôi heo, tức là phải cho chúng một lớp trải. Một lớp rơm hay sao? Rơm hoặc là mặt cưa, cả hai thứ này đều được. Chúng ta biết rất rõ điều đó mà. Một nền nông nghiệp hiện đại nuôi sống con người và một nền nông nghiệp có sản phẩm lành mạnh, tôn trọng người tiêu dùng, thú nuôi và môi trường sẽ không đối kháng nhau. Hai hệ thống này phải hòa làm một. Đối với tôi, môi trường lành mạnh là kinh tế lành mạnh và kinh tế lành mạnh là môi trường lành mạnh. Giờ đã về hưu, Dédé Pochon lặn lội không mệt mỏi khắp nước Pháp để phổ biến các phương pháp kỹ thuật mà ông đã áp dụng. Cần phải lắng nghe để không phải nhìn thấy các sống, các loài địa phương biến mất vào một ngày nào đó và để chống lại sự biến thái trong chăn nuôi công nghiệp. Sẽ đến lúc cần tôn trọng những con vật mà chúng ta nuôi. Mức độ tiêu thụ thịt ước tính còn tăng lên gấp đôi trong 50 năm nữa và chăn nuôi công nghiệp có lẽ chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu. Hàng năm trên toàn thế giới, người ta ăn thịt khoảng 45 tỷ con gà. Cách thức chăn nuôi truyền thống không đáp ứng nổi nhu cầu. Vì thế, sản xuất thịt gà đã thành một ngành công nghiệp thực sự. Tôi sẽ đưa các bạn đến trại gà, xem gà được nuôi và giết mổ ra sao, để hiểu quy trình hình thành nên miếng thịt gà mà đa số chúng ta ăn hàng ngày. Cuộc đời của các chú gà như thế này đây. Chúng ta đang ở một trại gà tại nước Áo, nhưng bất cứ trại gà công nghiệp hiện đại nào ở châu Âu cũng đều giống như thế. Phần lớn gia cầm được nuôi để tăng trọng một cách cốc tốc như ở đây.
với những chiếc máy ấp. Mỗi máy chứa được 57.600 trứng. Cách ấp nhân tạo bắt chước thiên nhiên. Chỗ này là gà con đã ra khỏi vỏ rồi. Gà con có một chiếc răng để khoét vỏ, là chỗ nhô ra ở hàm trên này. Vừa ra khỏi vỏ, sự tiếp xúc đầu tiên với thế giới bên ngoài của các chú gà bé tí là tiếng ồn ào của máy móc và cái lạnh của bàn thép. Không phải chú nào cũng qua khỏi. Chỉ 50 ngày nữa là các chú gà con này sẽ có mặt trên bàn ăn của chúng ta. Đó là kết quả của cả một quá trình tạo giống phát triển nhanh. Các nhà khoa học đã nghiên cứu sao cho phần thịt của gà tăng nhanh nhất có thể. Nhưng các bộ phận khác thì không thể tăng như vậy được. Sự phát triển khập khiễng này làm cho xương, phổi, tim không thể tiến hóa bình thường. Nhưng điều đó không quan trọng, vì cái mà người ta nhắm đến là thịt. Khi thị trường được giá nhất, thì nhà chăn nuôi cũng chỉ lời được 20 cent trên mỗi con gà. Do đó phải sản xuất thật nhiều mới hy vọng là có lợi. Gà công nghiệp chỉ sống được có nửa đời, chúng không bao giờ được thả ra khỏi chuồng. Chúng cũng xếp lớp đến 20 con trên 1 mét vuông. Nhiều con đau đớn vì chân bị biến dạng hoặc bị liệt. Chúng ngủ cũng không đủ giấc, thậm chí không thể ngủ được vì chen chúc. Dù sao thì 8 tuần lễ rồi cũng nhanh chóng qua đi. Đã đến giờ lên máy chém. Thậm chí tại một số trại khác, thời hạn này cũng bị rút xuống, chỉ còn 6 tuần. Phòng hành quyết được trang bị một thứ ánh sáng màu xanh, thứ ánh sáng mà mắt gà không nhìn thấy được, cứ tưởng như đang ở trong bóng tối nên chúng yên lặng. Mục tiêu ở đây là giữ cho chúng không bị stress trước khi bị giết. Đây là máy giặt bằng điện. Ngay ở đây có hồ nước dẫn điện chạy qua. Đầu gà nhúng vào đây và chúng sẽ bị mất cảm giác. Qua khỏi máy giặt, gà sẽ bị chém bằng dao quay. Ở lò này chúng tôi giết khoảng 12 triệu con gà mỗi năm. Tức là khoảng 50.000 con mỗi ngày. Mức tiêu thụ thịt hiện nay cao hơn nhiều so với ngày xưa. Vì khả năng mua được thịt ngày càng cao và thịt ngày càng rẻ. Cứ nhìn vào số lượng thịt tiêu thụ trên thị trường, chúng ta phải tự hỏi làm sao mà sản xuất được nhiều như thế nếu cứ theo phương pháp cổ truyền. Ở Pháp, 80% gà trên thị trường là gà công nghiệp, một con số đáng sợ. Tuy nhiên, chúng ta có thể đảo ngược xu hướng nếu chúng ta tạo điều kiện phát triển thương hiệu và chất lượng. Chúng ta đã nhìn thấy chăn nuôi nông nghiệp hoàn toàn trái ngược với tự nhiên. Ta có thể tách rời hoàn toàn con vật với thiên nhiên không? Chắc chắn là không. Tôi đưa các bạn đến vùng biển Địa Trung Hải, thành phố Camargue, để thăm một trong những thắng cảnh thiên nhiên đẹp nhất châu Âu. Vùng đất tuyệt vời này được nhào nặn bởi bàn tay con người. Nó là minh chứng hùng hồn rằng
con người có thể làm lợi cho thiên nhiên, làm cho thiên nhiên giàu hơn nữa. Về nguồn gốc, Karma là câu chuyện kể về sự gặp gỡ giữa con người và thiên nhiên. Điều thú vị ở Karma chính là sự kết hợp giữa công nghiệp, nông nghiệp và thiên nhiên. Công nghiệp ở đây là công nghiệp chế biến muối, muối cho ngành hóa chất và muối ăn. Nông nghiệp là lúa gạo, còn thiên nhiên là cả một vùng bảo tồn sinh thái quan trọng với 400.000 con chim các loại tụ về sinh sống. 3/4 loài chim trên nước Pháp có mặt tại đây. Hệ động vật và thực vật ở đây được sinh ra và nảy nở từ hoạt động của con người. Hãy nhìn các ruộng muối mà xem. Chính nhờ khai thác muối biển mà mỗi năm hàng ngàn con chim hồng hạc đến sinh sản. Và để trồng lúa, nông dân bơm nước ngọt từ sông. Nhưng ngày nay nước ngọt từ sông đang đe dọa mảnh đất này. Các bạn biết vì sao không? Vì nước để tưới ruộng lúa được lấy lên từ sông Rôn, con sông bắt nguồn từ miền Bắc. Cứ nhìn con đường nó chảy qua thì biết nước sông chứa đầy chất ô nhiễm. Các chất ô nhiễm ấy cuối cùng sẽ nằm lại đây. Mỗi năm, 400 triệu mét khối nước ngọt được bơm từ sông Rôn vào Karma. Từ 50 năm nay, dòng sông mang trong nó đầy hóa chất tích tụ trong nước và dưới lòng đất. Cần biết rằng từ 30 năm nay, ngành hóa chất đã chế tạo ra hơn 100.000 phân tử tổng hợp cho công nghiệp, cho nông nghiệp và ngay cả để đơn giản hóa đời sống hàng ngày của chúng ta. Để tìm hiểu những mối họa đang giáng xuống Karma, tôi đến ruộng muối gặp ông Eric Coulet, giám đốc khu bảo tồn sinh thái. Ngày nay hiểm họa thực sự cho khu bảo tồn sinh thái ở đây là gì hả anh? Hiểm họa thực sự ư? Đó là vùng đất này đã kiệt sức. Chỉ cần một cơn bệnh bình thường, cây bệnh, thỏ bệnh, một căn bệnh, bất cứ cái gì ập tới cũng đủ để gây thảm họa và đe dọa đến sự sinh tồn của hệ động vật. Hiện giờ chúng ta đã thấy rõ là mức đa dạng sinh thái đang giảm xuống, sức sống giảm, đất mệt mỏi. Ví dụ như có một chi tiết rất bi thảm là khi phân tích các chất có trong loài lươn ở khu bảo tồn, người ta thấy có nhiều chất hóa học. Và khi nhận ra là 80% lươn ở đây mắc phải ung thư. 80%? Vâng, 80%. Và anh sẽ nói, cái loại sền sệt như cháo quỷ quái ấy, có thể dẫn chúng ta đến bất cứ nơi đâu. Khi dùng từ đất kiệt sức, có phải anh muốn nói là đất bị ô nhiễm không? Đã gần 100 năm nay rồi, người ta bón cho đất hàng ngàn thứ, mà có khi cũng không biết đó là thứ gì nữa, ngay cả chính những người làm việc đó cũng không nhớ nổi. Tôi có nhiều bạn bè là nông dân. Thỉnh thoảng họ nói, à cha tôi ngày xưa đã từng sử dụng cái chất này, thấy có mấy lọ ở nhà. Tôi cũng tự hỏi nó là cái chất gì vậy. Anh thấy đó, gần giống như một cuộc điều tra. Bây giờ phải quay trở lại quá khứ để tìm hiểu. Trước khi chữa bệnh, phải biết mình đã làm gì để ra nông nỗi này chứ. Vậy cụ thể là phải... Cụ thể là thử tìm hiểu các chỉ số về sức khỏe của một loài đặc trưng nào đó, thay vì đi nghiên cứu về mức độ nguy hiểm của chất này chất kia như người ta thường làm trước đây. Hiện đã có nhiều cách thử tuyệt vời, ví dụ như thả ấu trùng của con sò vào nước. Ấu trùng sò rất nhạy cảm, nếu chúng vẫn khỏe mạnh thì nhìn chung là ổn. Ngay cả sau đó anh có thể thả vào nước vài chất độc hại mà ấu trùng vẫn sống thì cũng tạm được. Nhưng nếu ấu trùng bệnh thì không ổn rồi. Ở đây trên một nửa khu bảo tồn này, anh mà cho ấu trùng xuống nước thì chúng không sống được hơn một ngày. Chất thải công nghiệp theo dòng sông Rôn kết hợp với thuốc trừ sâu sẽ thành một hợp chất chết người. Tôi muốn nhắc các bạn rằng nước Pháp đứng thứ 3 trên thế giới về sử dụng thuốc trừ sâu, trong khi nó đâu phải là một nước có diện tích lớn. Charles Xuyên Tăng, trưởng khoa nhi của Bệnh viện Montpellier, đã đưa ra những kết quả nghiên cứu rất đáng ngại. Thưa giáo sư đã nhận thấy có nhiều vấn đề mới liên quan đến sức khỏe trẻ em tại khoa nhi. Giáo sư có thể cho biết rõ hơn được không?
Các bệnh mới này liên quan đến tuyến nội tiết. Nó được biểu hiện có một số hiện tượng như biến dạng bộ phận sinh dục, chậm phát triển từ khi mới sinh, phát triển không hài hòa, bé gái dậy thì sớm. Các dạng rối loạn này ngày càng nhiều, không những được phát hiện ở trung tâm nghiên cứu của bệnh viện Montpellier, mà còn ở khắp các khoa nhi tại Pháp và châu Âu. Những đứa trẻ này từ đâu đến vậy? Ghi nhận đầu tiên là mức độ biến dạng bộ phận sinh dục ở vùng Languedoc-Roussillon, cao gấp 10 lần mức trung bình. Thứ hai là trẻ em trong gia đình làm nông hoặc có cha mẹ sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và thuốc hóa học có nguy cơ bị biến dạng bộ phận sinh dục cao gấp đôi trẻ sống ở thành thị. Năm ngoái trong khoa chúng tôi có một đứa trẻ có cha làm quản lý vườn cây ăn quả ở vùng Gard. Cha em trồng quả đào lâm. Chúng tôi đã chứng minh được rằng bệnh của em có nguồn gốc từ môi trường sống. Thế là cha em mang cho chúng tôi xem một danh sách hóa chất sử dụng cho vườn đào. Danh sách gồm 22 hóa chất. Tôi cho rằng chỉ một mình cái danh sách này đã đủ để chứng minh mức độ nguy hiểm. Giáo sư là chuyên gia về trẻ em, nhưng dường như thuốc trừ sâu cũng gây ra nhiều vấn đề cho ngay cả người lớn. Chính xác là như vậy. Tôi và một số đồng nghiệp, một số nhóm nghiên cứu cho rằng môi trường bị ô nhiễm hóa chất chính là một phần hoặc toàn phần nguyên nhân gây ra hiện tượng giảm tinh dịch, giảm tinh trùng, ung thư tinh hoàn, tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt cao với đàn ông trẻ, cũng như làm bùng phát ung thư vú ở phụ nữ trẻ. Những hóa chất đó đi vào cơ thể chúng ta mỗi ngày với một liều cực nhỏ, qua thực phẩm, qua không khí. Có phải đó chính là vấn đề không? Đó là trọng tâm của cuộc tranh cãi hiện nay, vì những liều này cực cực nhỏ. Thử trong phòng thí nghiệm thì kết quả không thấy hại gì. Nhưng thực tế trong môi trường sống đâu phải chỉ có một liều cực nhỏ đó, phải tính luôn số lượng các hóa chất hơn 100.000 chất, lượng tích tụ, lượng tồn dư của chúng trong mỡ, phải chờ đến 10, 20 hoặc 30 năm mới dần dần biến mất. Vì vậy phải đánh giá hết những yếu tố này trước khi muốn tung ra thị trường một hóa chất trừ bệnh, trừ sâu hoặc diệt cỏ nào mới. Vậy, ông muốn dừng ngay các sản phẩm hóa học này? Dừng ngay, trong khi chờ đợi đánh giá hậu quả của chúng trong ngắn, trung và dài hạn. Sử dụng hóa chất để tăng năng suất là một sự bắt buộc và nhiều nông dân cảm thấy khổ sở. Chúng ta hãy đến gặp Jacques Rosier, nông dân trồng lúa vùng Camargue. Chào anh. Xin chào ông. Gia đình anh trồng lúa từ 4 thế hệ và chắc là anh có nhiều điều muốn bày tỏ. Vâng, tôi muốn nói là ngày nay phải đam mê lắm mới đi trồng lúa. Ngày xưa ông cố tôi đủ sức nuôi 18 gia đình, đến thời ông nội tôi, ông nuôi 8 gia đình. Cha tôi thì nuôi 4, còn tôi bây giờ chỉ có một mình, chẳng phải nuôi ai cả, mà tôi nuôi thân tôi cũng không xong đây. Vậy chứ tài trợ của chính phủ đâu, anh không muốn sao? Không muốn chút nào, khi làm việc, ông muốn đồng tiền làm ra, đủ nuôi sống mình chứ. Tôi đâu có thất nghiệp hay làm việc bán thời gian đâu, làm thì phải đủ sống. Còn không thì nhà nước chỉ cần bảo tôi, dẹp đi đừng làm nữa, và họ cho tôi tiền, thì tôi ở nhà không làm gì. Nhưng như thế cũng không chấp nhận được đâu, vì tôi yêu lúa, chỉ có giết tôi thì họa may, chứ tôi không bao giờ dẹp cả. Anh có hãnh diện về sản phẩm mình làm ra không? Rất hãnh diện, lúa gạo tôi làm ra, chính tôi ăn nó và không sợ gì cả. Sản phẩm của tôi an toàn và lành mạnh, chúng đã được kiểm tra và tôi có thể bảo đảm với ông rằng gạo bio hay gạo bình thường đều tốt. Anh có muốn nhắn gửi gì không? Vâng, tôi muốn nhắn điều này. Thay vì mua gạo từ nơi khác, có một cái tên tôi muốn nhắc đến nhưng thôi tôi không nói ra, tôi nín miệng lại đây. Không sao đâu, anh cứ nói đi. Thôi thôi, nó là một cái hộp có màu cam. Điều quan trọng là hãy mua gạo Pháp. Nhưng người ta nói rằng anh đã từng sử dụng hóa chất nguy hiểm ở Camargue. Vâng, đương nhiên rồi, như những nhà nông khác. Ông biết không, khi mà người ta nói với ông thuốc trừ sâu, à quên, không nên gọi là thuốc trừ sâu, từ đó nghe sợ quá, nên gọi là thuốc bảo vệ thực vật là thứ mà ông cần. Chúng tôi đã đăng ký rồi, đã kiểm nghiệm rồi, nó tốt lắm, không gây hại, không gây ra vấn đề gì cả. Cứ dùng đi, đừng lo sợ. Họ nói vậy thì ông bảo tôi phải làm sao? Chúng tôi phải dùng chứ làm sao nữa. Vậy vấn đề đến từ đâu? Từ cái hộp thuốc bảo vệ thực vật à? Nhà nước bảo kê, thế là chúng tôi tin. Và cuối cùng, ông thấy đấy. Hôm nay nông dân có người chết vì ung thư, mà chúng tôi không biết vì sao, từ đâu đến. Dù sao thì ngày nay sản phẩm đã sạch sẽ.
Chúng tôi hy vọng là bây giờ thì an toàn rồi. Vì ngày nay ô nhiễm môi trường do nông nghiệp gây ra đã trở thành một mối hiểm nguy trên khắp thế giới. Ví dụ như tại các tỉnh đảo của Pháp, những người trồng chuối đã sử dụng một loại thuốc trừ sâu rất nguy hiểm. Nói thế không phải để các bạn lo, các bạn có thể ăn chuối hoàn toàn không sao cả, nhưng người dân ở đây thì cho rằng thuốc trừ sâu đã mang đến cho họ nhiều bệnh tật. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu kỹ hơn. Ở vùng biển đảo, ai cũng biết đến quang cảnh thiên nhiên này, biển xanh trong vắt và bãi cát trắng phau. Thế nhưng, đó chỉ là hình ảnh của bức tranh du lịch. Bên trong nó là một thảm kịch đang diễn ra lặng lẽ một cách đáng sợ. Đảo Guadeloupe và đảo Martinique đang bị ô nhiễm bởi một chất độc không nhìn thấy, chất Cloridicon. Chất Cloridicon là một thuốc trừ sâu cực mạnh sử dụng cho các vườn chuối. Và đây, một vụ scandal ở Pháp. Đó là một câu chuyện mà nếu nó không dẫn đến bi kịch thì người ta đã có thể nói là nó tuyệt vời như chuyện thần tiên, vì nó như một tấm gương. Vào thập niên 70 của thế kỷ trước, chất Cloridicon sử dụng ở Mỹ đã bị lên án là vô cùng độc hại, độc đến nỗi nó đã bị Mỹ cấm sử dụng vào năm 76. Thế mà vào cùng thời điểm đó, người ta lại bắt đầu sử dụng tại các tỉnh đảo của Pháp. Người Mỹ đã nhanh chóng thấy chất Cloridicon gây tác hại lên sức khỏe con người. Vậy mà nước Pháp lại không biết gì cả. Chính phủ cho phép giải chất này lên vườn chuối trong suốt một thời gian dài. Hồi đó người ta biết rằng đang đùa với thảm họa, vậy mà phải chờ đến năm 90-91 mới chịu cấm loại thuốc trừ sâu này. Quá muộn, lúc đó đã mất 10 hay 15 năm rồi. François Veillet đã biến cuộc sống của mình thành một trận chiến chống lại thuốc trừ sâu. Anh điều tra khắp nơi trên thế giới về sự tàn phá của chúng. Hôm nay anh quay lại Guadeloupe để đánh giá lại tình hình. Kết quả rất nặng nề. 4.500 hecta đất ở đây đã bị nhiễm độc, chủ yếu là các đồn điền trồng chuối. Thuốc trừ sâu nằm trong đất và sẽ phải mất nhiều thế kỷ mới tan hủy. Đất nông nghiệp bị ô nhiễm nặng đến độ để tránh ô nhiễm tràn lan, nhà nước phải cấm mọi dự án đầu tư nông nghiệp mới. Léon Réla muốn chăn nuôi, nhưng đất của ông chứa đầy chất Cloridicon, từ nay không thể làm gì với nó được nữa. Tôi viết thư cho phòng nông nghiệp, trình bày vấn đề và hỏi họ, vậy bây giờ tôi chăn nuôi được không? Họ nói, không, chờ đã, dường như phải chờ họ tìm thấy dấu vết Cloridicon trong mỡ của gia súc thì mới quyết định. Chờ ư, tôi đã chờ 4 năm rồi mà họ chẳng nói gì cả. Không được phép hoạt động nông nghiệp nên Léon không thể trả được nợ đã vay để mua đất. Ngân hàng dọa sẽ cưỡng chế đất, nhà nước không hỗ trợ. Léon đang bị đẩy vào chân tường. Tôi không để yên cho họ muốn làm gì thì làm đâu. Tôi tuyên bố tôi quyết chiến với nhà nước Pháp. Vậy anh sẽ phải lãnh hậu quả đấy. Chính xác là vậy đấy. Họ mà đến đây cưỡng chế là tôi sẽ bắn. Tôi có vũ khí và tôi không sợ nói cho họ biết là tôi sẵn sàng tự tử ở đây. Bởi vì tôi không sống được và tôi không chấp nhận. Tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm khi quyết tử với họ. Chắc chắn là tôi sẽ làm như vậy. Léon Réla không phải là trường hợp cá biệt. Rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh tương tự. François Veillet còn cho chúng ta biết nhiều tin xấu khác. Từ đây sẽ thấy rất rõ lộ trình nước bị ô nhiễm. Con sông nằm ngay dưới vườn chuối kia kìa. Chúng ta tưởng tượng ra ngay là thuốc trừ sâu được rửa trôi sẽ chảy xuống làm ô nhiễm lớp trầm tích dưới đáy sông. Chúng sẽ đọng lại vài chục năm vì Cloridicon là một thuốc trừ sâu rất khó tiêu hủy trong môi trường. Cloridicon không những làm nhiễm độc đất mà còn gây nhiễm luôn cả nước. Chất độc này hiện đã xuống tới tầng nước ngầm, tới suối. Nhiều nơi, các máy bơm hút nước từ mạch nước ngầm được đặt ngay trong những vùng gần đồn điền chuối. Cho đến tận năm 2001, nước máy chứa đầy thuốc trừ sâu cứ thế được cung cấp cho dân. Hiện tại, đảo Guadeloupe đã xây nhiều trạm xử lý nước. Cuối cùng thì nước sạch cũng đã đến được với người dân trên đảo. Nhưng đã muộn, thảm họa đã xảy ra rồi. Chất Cloridicon đã nhiễm độc cả nhiều thế hệ. 90% dân đảo có dư lượng thuốc trừ sâu trong cơ thể. Dư lượng Cloridicon và nhiều loại thuốc trừ sâu khác được tìm thấy gần như trong khắp cơ thể của những người phụ nữ mang thai. Các nhà khoa học còn chứng minh rằng khi đã nằm trong cơ thể của người mẹ,
nó sẽ truyền vào tử cung đến bào thai, và tiếp đến là hàng loạt vấn đề sảy thai, thai nhi dị dạng đều có thể xảy ra. Người ta ghi nhận tỷ lệ trục trặc khi mang thai và sinh nở rất cao ở tỉnh đảo Guadeloupe. Tôi rất giận, người ta không thể làm cho một tỉnh, vâng, tỉnh quê hương tôi, đau đớn rồi bỏ rơi nó như thế này. Chính quyền không thể nhắm mắt cho nó bị ô nhiễm mấy chục năm, rồi bây giờ quay đi để mặc nó đơn độc tự cứu lấy mình như thế. Không thể chấp nhận được. Luật pháp phải được áp dụng cho tất cả mọi nơi trên lãnh thổ Pháp. Với François Véret, tình trạng rất nghiêm trọng. Thảm họa không chỉ xảy ra trên tỉnh đảo Guadeloupe. Ở tỉnh đảo Martinique, thuốc trừ sâu đã nhiễm độc 25.000 hecta vườn chuối. Gần 13.000 dân Martinique đã bị nhiễm chlordecone vượt quá liều cho phép hàng ngày. Con số này vạch trần sự quản lý lòng lẻo của nhà nước. Louis Boutrin, người Martinique, đã tố cáo vụ scandal này trong một cuốn sách có tựa đề Cuộc hành trình đầu độc dân bằng thuốc trừ sâu tại các tỉnh đảo Pháp. Louis lặn lội không mệt mỏi khắp đảo Martinique. Anh thấy ô nhiễm khắp nơi, ngay cả những nơi thiên nhiên kỳ thú nhất. Nước chảy ra trong veo, nhưng chúng cũng đều đi ngang các vườn chuối ô nhiễm. Chúng tôi có nhân chứng là những người sống từ bé dọc theo sông suối và dùng nước từ những nguồn này. Vấn nạn là nước ở đó nhiễm đầy chất chlordecone. Ủy ban sức khỏe và xã hội của tỉnh đã lấy mẫu nước thử nghiệm và thấy rằng tỷ lệ dư lượng chlordecone trong đó gấp 44 lần tỷ lệ cho phép. Tỷ lệ cho phép chỉ là 0,1 microgram trong 1 lít nước. Cô bé này có thể bị nguy hiểm. Theo các chuyên gia, việc tiếp xúc thường xuyên với thuốc trừ sâu có nguy cơ dẫn đến bệnh hiểm nghèo. Nước bị nhiễm độc bằng những phân tử mà mắt thường không thấy được, dư lượng thuốc trừ sâu đã vượt quá tiêu chuẩn để nước có thể uống được. Anh uống mà chưa thấy bệnh là bình thường thôi, vì nó không phải là dạng gây bệnh đau đớn ngay, phải đợi về lâu về dài kia. Bởi vậy mà bây giờ bệnh Alzheimer đang tăng lên. Trước kia không thấy bệnh này ở Martinique, bây giờ thì nhiều lắm, nhất là vùng Basque-Quanh. Bệnh Parkinson tăng, ung thư cũng tăng. Đó là những bệnh mà ngày xưa không có ở Martinique, bây giờ nó bùng phát. Đáng lẽ từ lâu người ta đã phải dựng tại đây một cái biển báo cấm uống nước. Trong một danh sách dài liệt kê các bệnh do thuốc trừ sâu gây ra, có ung thư tuyến tiền liệt. Ở vùng này, số người bị nhiễm trong vòng 10 năm đã tăng lên gấp 3. Xin chào. À vâng, Sherobank, anh khỏe không? Louis Boutrin đến thăm bạn ông, Moïse Sherobank rất đều đặn. Đó là một người làm công ở các đồn đền chuối trong suốt 30 năm. Như tất cả các nông dân khác, ông phải tiếp xúc thường xuyên với thuốc trừ sâu. Ngày nay, ông đã bị ung thư tuyến tiền liệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông là nạn nhân của chlordecone. Vì lúc bấy giờ, chính quyền không bắt buộc phải trang bị đồ bảo hộ cho nông dân khi phun thuốc. Tôi phải kiện thôi. Tôi đã nộp đơn kiện vì đất của tôi bị nhiễm độc, vì nhà nước đã đầu độc tôi trong khi họ ý thức được hậu quả của nó, bởi bộ máy hành chính vô trách nhiệm của họ. Ở đây nhà nước quản lý đã lỏng lẻo trong 30 năm trời. Vụ scandal máu nhiễm HIV có kéo dài đến tận 30 năm đâu. Vụ bỏ dại cũng có kéo dài đến 30 năm đâu. Vậy mà ở các tỉnh đảo, nhà nước đã để tình trạng đó kéo dài như vậy chỉ vì lợi ích kinh tế. Moïse Sherobank nhất quyết muốn cho chúng tôi xem cái gì đó. Ông giữ thuốc trừ sâu chlordecone cẩn thận như một báu vật. Chính nó là nguồn gốc cho nỗi bất hạnh của ông. Tôi cho rằng họ đã hại tôi, hại toàn bộ gia đình tôi, hại cả những thế hệ tương lai. Vì những đứa trẻ đã sinh ra và cả những đứa chưa sinh ra, tôi thường nói chưa sinh ra đã nhiễm bệnh. Đảo Martinique đang trở thành một cái hòm lớn, một cái hòm chung không đậy nắp. Đảo Martinique là cái hòm không đậy nắp. Tất cả công dân Pháp, tất cả công dân sống trên đất liền phải biết điều này. Và cả thế giới cũng phải biết. Miệng thì bảo tự do, tình người, nhân đạo, mà tay thì đang hủy diệt một dân tộc. Tất cả bọn họ đã hủy diệt cả một dân tộc. Chúng tôi đã tìm gặp những người tiếp thị thuốc trừ sâu. Đối với họ, vụ án chlordecone là không tồn tại. Thông tin này không đúng sự thật, gần giống như tuyên truyền thôi.
Vì hiện tại, việc ghi nhận ung thư của tỉnh đảo được làm rất chặt chẽ. Tôi sẽ trả lời câu hỏi thứ nhất của anh về ung thư tuyến tiền liệt. Đúng là tỷ lệ mắc bệnh này ở đảo là cao nhất nước. Nhưng người ta biết rằng lý do đến từ đặc tính chủng tộc nhiều hơn. Có nghĩa là người da đen có nhiều nguy cơ phát triển ung thư hơn những chủng tộc khác. Tất cả chúng ta đều ít nhiều nhiễm độc, nhưng đâu đến nỗi ung thư. Tuy nhiên, trong số những người da đen sống tại tất cả các đảo trên thế giới, chỉ có người bản địa ở các đảo của Pháp là nơi sử dụng chất Claudecone là có tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt cao nhất. Scandal chất Claudecone hiện đã trở thành sự vụ nghiêm trọng của nhà nước và tòa phúc thẩm của tỉnh đảo Martinique vừa mới tuyên bố chấp nhận hồ sơ khởi kiện nhà nước Pháp của Louis Boutin về tội đầu độc dân. Tôi đang ở vùng trung nước Pháp, phía tây nam Paris, trên đồng bằng Beauce, vựa lúa mì của châu Âu. Bạn hãy tưởng tượng một đồng bằng hơn 600.000 hecta chỉ để thâm canh lúa mì. Cứ nhìn vào những chiếc máy gặt đập hiện đại này là đủ thấy rằng đúng là nông nghiệp của chúng ta hoạt động nhờ vào năng lượng. Và không phải ai cũng có điều kiện để có thứ năng lượng này. Vì thế mà chỉ có 2% nông dân trên thế giới có máy cày. Đây mới chính là cảnh quan nông thôn đặc thù của nước Pháp. Tôi dạo bước khắp nơi và có cảm giác rằng đất nước này là một trang trại lớn nhất thế giới. Điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên, vì gần 50% diện tích đất đai đã dành cho canh tác. Nông nghiệp Pháp là một trong những nền nông nghiệp có độ thâm canh cao nhất thế giới. Chúng ta là nước xuất khẩu nông nghiệp thứ hai, chỉ sau nước Mỹ, trong khi diện tích đất của chúng ta nhỏ hơn 20 lần. Những chiếc máy gặt đập tuyệt vời trong những con bọ sắt khổng lồ di chuyển trên cánh đồng. Vùng trung nước Pháp không chỉ là vùng Beauce với những cánh đồng lúa mì ngút ngàn. Cách những cánh đồng rộng lớn này chừng vài cây số là chiếc nôi của một nền nông nghiệp thực phẩm đa dạng của Pháp. Chính tại thung lũng sông Loire, quanh các lâu đài cổ cách đây 500 năm, hạt giống đủ loại từ khắp thế giới đã được mang về đây. Đây, lâu đài Chenonceau soi mình dưới dòng sông Cher. Nơi này, trên mảnh vườn của nữ công tước Diane de Poitiers, dưa tây, rau bina, artichaut đã được Catherine de Médicis mang từ Ý về trồng lần đầu tiên tại Pháp. Lâu đài Chambord. Vua François đệ nhất cũng đã có công trong việc đa dạng hóa thức ăn của chúng ta. Một loại mận mang về đây đã được vua đặt tên là Hoàng hậu Claude để vinh danh vợ mình. Hãy ngắm nhìn tất cả các màu sắc dưới trên lâu đài Villandry. Có lẽ đây là vườn rau độc đáo nhất của nước Pháp. Nào là bắp cải, củ cải, tỏi tây. Một mảnh vườn đầy màu sắc được tạo nên từ đủ loại rau củ. Ngày nay, niềm say mê dành cho sự đa dạng đã biến mất. Ở vùng Beauce, cũng như nhiều nơi khác trên trái đất, nông nghiệp đã bị đồng dạng hóa, và nhất là thâm canh. Từ 50 năm nay, người ta tưới, cày sới, bón cho đất đủ thứ phân hóa học và thuốc trừ sâu. Kết quả là giun đất, côn trùng và vi khuẩn, những thứ làm nên một mảnh đất sống màu mỡ, đã không còn nữa. Chúng ta sẽ đến gặp Lydia và Claude Bourguignon. Tôi gọi họ là bác sĩ đất. Họ là chuyên gia vi sinh vật đất. Những gì họ nói không phải ai cũng thích nghe. Bác sĩ đất vậy có nghĩa là đất cũng bị bệnh. Nhưng anh thì chỉ nói là đất mệt mỏi. Đúng rồi, đất kiệt sức. Ở châu Âu bắt đầu có nhiều mảnh đất bị kiệt sức lắm. Dù nông dân có bón thêm bao nhiêu phân đi nữa thì năng suất vẫn giảm. Kiểm tra đất, chúng tôi nhận thấy rằng những mảnh đất bị bệnh luôn bị mất đi hệ vi sinh vật, tức phần hữu cơ đang chết dần. Một con giun đất mỗi ngày đào xới và đầy lên cục đất bằng trọng lượng cơ thể nó. Mỗi ngày nó mang lên potash, phosphor. Một mảnh đất tốt là phải có một số lượng giun đất tương đương 2 tấn cho 1 hecta. Đất chết, nghe rùng rợn quá, phải bón phân mỗi lúc càng nhiều hơn, nhưng năng suất không tăng lên được.
Vậy con người là nguyên nhân sao? Vâng, chính con người phải chịu trách nhiệm, bởi vì con người đã xem đất chỉ như một cái nền để cho cây mọc lên, trong khi đó đất thực sự là một môi trường giàu vi sinh vật nhất. Và chính cái suy nghĩ đơn giản đó mới sinh ra cái kiểu nông nghiệp đi bón phân hóa học cho cây, phân hóa học làm cho cây bệnh hoạn, và để chữa bệnh cây, người ta lại đổ thuốc hóa học cho nó, giết chết sự sống trong đất. Thế là chúng ta đi vào một cái vòng luẩn quẩn. Anh xem, nhìn đất này, đây là đất bề mặt, nó bị mất hết. Rêu bám vào đây, sâu hơn thì đất chưa đến nỗi chết. Anh có thể so sánh cấu trúc của nó. Đất chết thì bên trên hoàn toàn cứng ngắc. Đất bị cứng vì do máy cày phải không? Đúng vậy, rêu là loài mọc trên đá. Rêu mà mọc trên đất như thế này có nghĩa là đất đang trở thành đá đấy. Nhưng mà dù sao nó cũng chưa hóa đá ngay chứ. Chưa, không phải ngay tức khắc, nhưng bắt đầu bước vào giai đoạn đất bị hư hại. Vì thế phải kéo chuông cảnh báo, đất sẽ biến thành đá. Đất mà trên đó bàn chân của tất cả chúng ta bước đi là một thứ kỳ diệu. Hành tinh của chúng ta là hành tinh duy nhất có được đất màu mỡ, nghĩa là đất sống. Lớp trên cùng dày 30 cm, chứa 80% sinh vật sống. Chỉ riêng là giun đất, một mình chúng đã cân nặng bằng trọng lượng của tất cả các loài động vật khác cộng lại. Nếu đời sống của đất biến mất thì tất cả mọi thứ sẽ trông chênh và yếu ớt. Có thật là chúng ta phải nhập một lượng lúa mì lớn về Pháp để làm bánh mì không? Đúng vậy, vì lúa mì của chúng ta không được ngon lắm, nên chúng ta phải nhập từ Argentina hoặc từ Bắc Mỹ. Còn lúa mì của chúng ta nuôi bằng phân hóa học, giống như một đứa trẻ được nuôi chỉ bằng đường và bơ sữa thôi. Đứa trẻ sẽ lớn nhanh. À, trông thì đẹp, to, mập mạp đấy, nhưng mà không khỏe. Thế anh nhìn tương lai ra sao? Chúng tôi bi quan. Đồng thời chúng tôi nhìn những gì các nước Nam Mỹ đang làm, họ bắt đầu gieo hạt thẳng. Gieo hạt thẳng là sao? Nguyên tắc là bắt chước khả năng tự tại của rừng. Trong rừng luôn có cây cối giống như tóc trên đầu của chúng ta. Tóc bảo vệ đầu. Vì thế điều phải làm là không bao giờ để cho đất chọc, lúc nào cũng phải phủ cho nó một lớp thực vật. Như thế sẽ tạo môi trường sản sinh ra giun và đất sẽ xốp, dễ thấm. Nông dân sẽ không cần phải tưới nhiều, ngày càng giảm phân bón hóa học và cứ thế đất sẽ sống trở lại. Ở Pháp mình có làm kiểu này không? Ở Pháp khoảng 10.000 hecta, như thế là quá ít, chỉ 2%. Người nông dân gần đây nhất đã làm trên 90 hecta, tiết kiệm được 7.000 euro phí tổn xăng dầu. Anh biết đấy, tiết kiệm được 7.000 euro là điều rất vui, không còn phải làm đất, tức là không phải cày sới nên không phải nổ máy cày nữa. Lúc đầu mọi người còn chế giễu, nhưng rồi dần dần ai cũng nói, thôi rồi hắn làm tốt hơn mình rồi. Và từng chút một, đấy là hy vọng. 30% diện tích đất canh tác trên trái đất bị giảm độ phì nhiêu, như trường hợp của Ấn Độ. Vậy mà cách đây 40 năm, chính phân bón hóa học và thuốc trừ sâu mà chúng ta lên án hôm nay đã cứu đất nước này khỏi đói. Ngày nay mô hình này đã đi vào ngõ cụt, nó đã gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng cho con người. Nhưng may mắn thay, khi bị dồn vào chân tường thì lúc nào cũng có người đấu tranh để cứu lấy mảnh đất của mình. Ông Umendradut không hề thích đến đây. Cách đây không lâu, mảnh đất này còn tràn đầy màu xanh. Người nông dân này cứ phải chứng kiến đất ngày một tàn tạ. Đây, đất chết là như thế này đây, là đất bị muối ăn dần. Giờ đây tất cả những cánh đồng này đều bị phai màu hết. Ở đây ngày xưa có trang trại, từ nay thì không còn gì nữa. Nông nghiệp ở vùng này xem như chấm hết. Đồng bằng Punjab đã kiệt sức. Có nhiều chỗ như ở đây, vì cứ cố bơm nước để tưới mà muối nằm trong lòng đất đã trồi lên bề mặt. Ở những chỗ khác thì phân bón hóa học đã làm giảm độ phì nhiêu của đất. Đất ở Punjab là một trong những vùng đất bị bạc màu nhất của Ấn Độ. Tôi rất giận vì những gì chúng tôi bị mất là kết quả được tích tụ từ sự tiến hóa của hàng trăm triệu năm. Và tất cả di sản thiên nhiên ấy đã bị chúng ta phá hủy chỉ trong vòng 25 năm. Tôi thực sự căm phẫn. Sự giận dữ này cũng dễ hiểu. Trước kia, tất cả những cánh đồng lúa của Punjab đều tươi tốt như thế này. Nhờ vào nông nghiệp hiện đại, vùng đất phía Bắc này đã cứu được Ấn Độ khỏi chết đói. Tuy nhiên, nếu mô hình nông nghiệp hiện đại, gọi là cách mạng xanh này, đã cứu nhiều mạng người, thì ngày hôm nay, nó cũng bắt đầu mang đi nhiều mạng người khác.
đã có nhiều câu chuyện đau lòng về những người nông dân tuyệt vọng tại làng mạc ở Penrac. Giờ chỉ còn vài bức ảnh để làm kỷ niệm. Trong các gia đình này, cái giá phải trả cho cách mạng xanh là mạng sống của một người con, một người chồng. Chồng tôi hy vọng kiếm được ít tiền sau khi thu hoạch. Nhưng anh ấy mua chịu hóa chất đến độ chủ nợ xiết toàn bộ số tiền anh ấy bán sản phẩm. Đã thế hắn còn đánh còn đuổi chồng tôi ra khỏi cửa tiệm. Chồng tôi xấu hổ đến độ phải chạy ra đồng và uống thuốc trừ sâu. Con trai tôi vay ngân hàng nhiều lắm, nó không trả nổi nữa. Còn chúng tôi thì không thể giúp gì cho nó vì mùa vụ năm ấy quá tệ. Và con trai tôi đã tự tử vì không chịu nổi bao áp lực đè nặng lên đầu. Với Umendra, kẻ gây ra thảm họa này không còn xa lạ nữa. Cách mạng xanh chính là một cái bẫy. Máy cày, thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, tất cả là một cái vòng luẩn quẩn không có hồi kết. Nông dân không biết làm sao để thoát khỏi cái vòng này. Kết quả thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Giải pháp hóa học đã như một làn sóng tràn qua khắp mọi miền Ấn Độ. Thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, phân bón. Bao nhiêu sản phẩm được cho là thần kỳ đã làm cho nông dân trở nên phụ thuộc. Chợ tràn lan những thương hiệu vô nghĩa. Các công ty đa quốc gia đã biến Ấn Độ thành một thị trường béo bở. Họ làm cho các nhà nông nhỏ lẻ phá sản. Bao nhiêu người mang nợ ngày một nặng cho đến khi không còn trả nổi. Và kết cục thế nào thì chúng ta đã biết rồi. Ngôi làng này đã có 20 nông dân tự tử. Trên toàn Ấn Độ, con số này lên đến 25.000. Umendra không thể chấp nhận số phận được nữa. Ông đi khắp nơi từ làng này qua làng khác, kêu gọi những ai còn muốn lắng nghe là hãy trở về với những phương pháp gần gũi với thiên nhiên hơn. Anh thấy đấy, đi ngược lại thiên nhiên đã đẩy chúng tôi vào một tình cảnh khó khăn. Chắc chắn là hóa chất đã cho phép chúng tôi kiếm tiền trong một thời gian nhất định. Nhưng ngược lại, chúng tôi cũng đã mang chất độc vào nhà. Sức mạnh của Umendra là ở chỗ ông đã đề ra cho nông dân cách giải quyết. Như ở đây, nông dân nghe theo ông. Hiện nay, thay vì chỉ trồng một loại cây, họ đã trồng 25 loại khác nhau trên cùng một nương rẫy. Nào là bí, lúa mì, bắp. Khi không dùng hóa chất nữa, thì ong, loài côn trùng cần thiết cho hoa thụ phấn vốn đang có nguy cơ tuyệt chủng, giờ bắt đầu quay lại. Đất bạc màu của vùng Penrac cũng bắt đầu tìm lại được dưỡng chất tự nhiên. Anh xem đây, tôi trồng hai loại cây này chung với nhau. Chúng hỗ trợ cho nhau y như phân bón. Cây này giống như là một loại phân bón tự nhiên, nó nuôi cây kia. Tất cả đều có sẵn trong đất. Thế mà không ai nói cho chúng tôi biết điều đơn giản này. Vì nếu nói ra thì làm sao các nhà sản xuất hóa chất làm giàu trên sức lao động của chúng tôi được nữa. Vì khuyên nhủ nông dân trở về với nông nghiệp tự nhiên mà Umendra trở thành cái gai, nhất là trong mắt các công ty đa quốc gia. Nhiều công ty sản xuất thuốc trừ sâu bắt đầu hăm dọa chúng tôi. Họ kiện tôi và tổ chức của tôi ra tòa. Họ đưa chúng tôi ra pháp luật để nói rằng chúng tôi đang đẩy Ấn Độ vào nguy cơ thiếu lương thực. Thị trường hóa chất nông nghiệp đang tuột dốc, vì vậy nên họ phản ứng một cách rất hung hãn. Umendra có thể chiến thắng trong trận chiến chống lại thuốc trừ sâu, nhưng liệu ông ấy có thể thắng tình trạng thiếu nước không? Nghịch lý hơn là trên vùng đất từ xưa vẫn được mưa tưới tắm này, người ta lại đi bơm nước từ mạch nước ngầm lên để thâm canh lúa mì và lúa. Người ta đã thống kê được 800.000 giếng khoan ở vùng này, và trên toàn Ấn Độ là 21 triệu cái. Việc khoan giếng bây giờ đã dùng đến những kỹ thuật của ngành dầu hỏa. Trước kia chỉ cần khoan xuống chừng 50 mét là có nước. Dần dần khoan đến 200 mét mà nước khoan cũng không có chất lượng tốt.
bây giờ đã phải đào đến 350 mét và nước cũng chẳng tốt. Những công trình này rất tốn kém. Xã đã phải chi 8.000 euro cho máy khoan. Cho đến hôm nay thì sản lượng lúa và lúa mì vẫn còn đang tăng, nếu tính chung trên toàn quốc. Tuy nhiên, tiến bộ kỹ thuật sẽ không thể làm được gì nếu nguồn nước ngầm khô cạn. Các vấn đề liên quan đến nước và thâm canh nông nghiệp xảy ra khắp nơi trên hành tinh. Chúng ta đang ở vùng núi Alpes, và đây là ngọn núi trắng. Hàng năm có hơn 25.000 người leo lên đây. Thế nhưng băng đang tan dần ở khắp nơi trên trái đất. Đa số các tảng băng còn lại có nguy cơ sẽ biến mất trong vòng 50 năm tới. Thật là ấn tượng khi được bay trên ngọn núi cao nhất châu Âu, ngắm nhìn thỏa mắt. Núi trắng sắp tới đây sẽ được đưa vào danh sách di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO. Đây, mảng băng tuyết này được gọi là tảng băng khổng lồ, trải xuống từ núi trắng và tạo thành một biển băng vỡ. Biển băng vỡ này là bằng chứng của việc trái đất đang bị hâm nóng mà chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ngay ở chính nước Pháp, chẳng cần đi đâu đến Greenland xa xôi. Một màu xanh tuyệt vời, mặt nước quá tuyệt vời. Từ một chiều dài là 7 km, biển băng đã mất đi 4 km chỉ trong vòng 10 năm. Giữ gìn băng là điều kiện sống còn. Các bạn có biết là một nửa dân số trên thế giới này phụ thuộc vào băng để có nước uống và nước tưới cho nông nghiệp không? Vì sao mà chúng ta phải đến đây để nói về nông nghiệp? Vì nông nghiệp chịu trách nhiệm đến 40% khí thải gây ra hiệu ứng lồng kính. Từ máy cày cho tới các món ăn, ảnh hưởng của nông nghiệp lên môi trường là cực kỳ lớn. Chúng ta đang ở thung lũng nhỏ có tên là Clu. Xung quanh được bao bọc toàn là băng tuyết. Thung lũng này là đồng cỏ cao nhất nước Pháp. Rất nhiều người đã sinh sống tại đây trong thập niên 50. Công việc vất vả, đời sống không dễ dàng, nhưng thời kỳ ấy người ta cần ít diện tích đất màu mỡ hơn để tự nuôi sống mình. Chào chị Sinvi, chị là nhà địa lý, là chuyên gia về phát triển bền vững, về vấn đề lương thực và đói trên thế giới. Chị giải thích làm sao mà nông nghiệp chịu trách nhiệm về 40% khí thải gây hiệu ứng lồng kính. Đầu tiên là hãy nhìn vào các trang trại chăn nuôi khổng lồ. Bò là loài thải ra khí metan mà gây hiệu ứng lồng kính cao hơn nhiều so với khí carbonic. Tiếp đó, phương tiện vận chuyển, máy gặt đập, máy cày, rồi đến tất cả những thứ có nguồn gốc từ dầu hỏa, những thứ thải vào bầu khí quyển, loại ra có hiệu ứng lồng kính. Chúng ta thấy rất rõ là cần phải sửa đổi cách làm nông nghiệp, cần phải chú ý tới vấn đề sinh thái. Hệ quả tiêu cực thứ hai là dù đã sản xuất ra rất nhiều lương thực, nhưng chúng ta vẫn không giải quyết được nạn đói trên thế giới. Đừng quên rằng chúng ta luôn phải đối mặt với 800 triệu người đói, trong đó 2/3 là nông dân. Nông dân là người sản xuất ra lương thực, lẽ ra phải tự nuôi được bản thân và gia đình, vậy mà họ lại phải chịu cảnh thiếu thốn. Kết quả là họ phải lên thành phố kiếm sống, bỏ lại đồng ruộng sau lưng. Nông thôn sẽ dần tan hoang, làm cho tình trạng nghèo ở nông thôn càng nghiêm trọng. Vậy đâu là giải pháp để nhanh chóng có một nền nông nghiệp bền vững? Nông dân chính là người đảm bảo sự đa dạng sinh thái một khi họ được khuyến khích bảo vệ lấy môi trường của họ, và sự khuyến khích ấy chỉ có tác dụng khi sức lao động của họ được trả đúng mức. Không nên phí công để trồng bông nếu phải dùng quá nhiều phân bón hóa học và thuốc trừ sâu. Không nên có xu hướng cây gì cũng muốn trồng và chỗ nào cũng đòi trồng. Indonesia, trên đảo Borneo, người ta chặt đốn cây không thương tiếc, không cần biết đến sự sống còn của loài khỉ, vượn, của rừng già để trồng cây cọ lấy dầu. Dầu cọ đã trở thành loại dầu được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Cây này đã có 300 năm tuổi. Trên đảo Borneo,
hàng trăm triệu cây cổ thụ bị đốn bỏ. Với cái đà này, trong 15 năm tới, sẽ không còn cây nào để đốn ở Indonesia nữa. Chấm hết những ngọn đồi với cánh rừng xanh ngát. Quang cảnh sắp tới sẽ giống như thế này đây. Những chú vượn hoang dã cuối cùng trên hành tinh sẽ hoàn toàn tuyệt chủng. Sylvain Angeran, chuyên gia về hậu quả của phá rừng, đang nổi giận trước tình trạng hỗn loạn này. Trời ơi, cái này không thể tưởng tượng được. Đây, đây, ông sẽ hiểu khi người ta nói đến phá rừng ở đảo Borneo nghĩa là thế nào. Ông sẽ hiểu cái gì đang diễn ra ở đây. Không thể để cho mọi người vô cảm với cảnh tượng này được. Bây giờ toàn là cây cọ thẳng hàng như hành tây. Và ngay cả những mảng rừng còn lại mà chúng ta còn nhìn thấy đây, chúng cũng chết cả rồi. Chúng ta không thể nói đây là một khu rừng sống. Những cây cọ này cho ra dầu thực vật mà người ta sử dụng trong thực phẩm và trong nhiều sản phẩm khác. Ở Indonesia, người ta đã phá rừng chỉ vì loại dầu này không thèm đếm xỉa gì tới con người và môi trường sống của họ. Sharon đã nếm mùi đau khổ. Một ngày nọ, máy ủi đã đến san bằng mảnh đất từng nuôi sống anh để làm con đường ngay trên đó. Tiếp theo là các cây cọ dầu mọc lên. Cho đến nay, chẳng ai động tâm đến số phận của anh. Những người đồng cảnh như anh rất đông. Thế là Sharon tự động tìm đến Sylvain Angeran để nói lên tiếng nói của mình rằng mảnh đất này với anh quý giá biết chừng nào. Tôi nhớ rất rõ bên này là sầu riêng, bên kia là những loại cây ăn quả khác, xung quanh đây toàn là cây. Sharon đã chạm máy ủi của những tập đoàn đa quốc gia lại để không cho chúng chạy vào đất của mình. Sau khi tôi dựng cây chắn đường, cảnh sát đến. Họ hăm dọa tôi. Họ chĩa súng thẳng vào ngực, vào lưng, bên trái, bên phải. Kết quả là đây, hôm nay tôi không còn gì. Tôi không còn đất, không còn hy vọng. Tôi muốn nói với anh rằng tôi đau và tôi thất vọng cùng cực. Tôi xót xa khi phải ở trong tình cảnh này. Chẳng ai chống lại được rừng cọ bởi vì pháp luật và chính phủ ủng hộ nó. Chúng tôi chẳng làm gì được, không có vũ khí, không có lực lượng. Đã thế, một điều thật mỉa mai trong câu chuyện này là công ty cướp đất lại là một thành viên trong hội nghị bàn tròn về phát triển bền vững cây dầu cọ. Tôn trọng quyền lợi của người dân là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để được gọi là bền vững. Trong khi đó, dầu cọ này đến từ những mảnh đất bị ăn cướp một cách trắng trợn từ người dân ở đây. Có thể nào gọi đó là dầu cọ bền vững? Sharon không chấp nhận khoản tiền bồi thường rẻ mạt của công ty. Điều anh mong đợi là đất của anh phải được trả lại cho anh. Theo tiếng Indo, linh trưởng Orang Utang có nghĩa là người của rừng. Orang Utang cũng vậy. Chúng cũng chờ người ta trả rừng lại cho mình. Trước khi có rừng cọ, rừng già là đất của chúng. Ngày nay linh trưởng không còn chỗ ngủ, không còn chỗ để kiếm ăn nữa. Chúng đi lang thang trong các vườn cọ, vào cả nương đồng. Chúng không còn biết ẩn vào đâu, và chúng trở thành miếng mồi quá dễ dàng cho những kẻ săn bắn trái phép. Nhiều tổ chức phi chính phủ đang cố gắng hạn chế nạn tàn sát này. Tại đây, trong trại bảo vệ và nuôi dưỡng này, 320 linh trưởng đã thoát nạn. Tuy không còn thực sự tự do, không còn hoang dã như xưa nữa, nhưng chúng ít ra còn được sống. Phụ nữ, cảm giác chúng đụng vào tôi cũng vậy, chúng ngửi tôi cũng vậy. Không biết là chúng có cảm nhận được rằng tôi đang cố gắng bảo vệ rừng già cho chúng không?
Birut Ganika quản lý trại bảo dưỡng này từ 36 năm nay. Cô là chuyên gia tầm cỡ nhất trên thế giới về loài linh trưởng. 80% môi trường sống tự nhiên của loài linh trưởng bị tàn phá. Và tôi có thể nói là có tới 50% linh trưởng hoang dã bị giết. Bố mẹ của chúng bị giết. Các linh trưởng con này được giành lại từ tay những kẻ săn bắn trái phép. Chúng bị bắt để tiếp tế cho đường dây buôn bán lậu động vật quý hiếm quốc tế. Thành trẻ mồ côi, chúng thường khóc vì sợ hãi và đòi mẹ. Trong trại bảo dưỡng của Birut Gandika, cuộc sống của chúng bắt đầu từ nhà trẻ. Các cô làm việc ở đây không chỉ đơn giản là bảo mẫu, còn hơn thế nữa, các cô thay thế cho mẹ của chúng. Linh trưởng con cần tình thương, chúng cần có người quan tâm đến chúng. Trên mảnh đất nhỏ được bảo vệ này, chúng được học những động tác căn bản mà bình thường ra chúng phải được cha mẹ truyền lại. Thời gian để cho linh trưởng con trở thành người lớn phải tính đến 12 năm. Loài linh trưởng mà bị tuyệt chủng thì cũng có nghĩa là chúng ta mất đi một trong những dòng động vật gần nhất với sự tiến hóa của loài người. Điều mà chúng tôi muốn là cứu lấy rừng nhiệt đới và bảo vệ rừng già mãi mãi. Nhưng trong khi chờ đợi để điều đó được thực hiện, thì người ta đang san bằng tất cả. Hàng triệu cây cổ thụ trăm năm tuổi được thay thế bằng cây cọ dầu. Các cây cổ thụ này biến thành ván lát nhà, tủ, giường, bàn ghế, giấy in và cả giấy vệ sinh nữa. Thị trường tiêu thụ hàng đầu là Trung Quốc. Nước Pháp cũng không kém. Nước Pháp là nước nhập gỗ quý nhiều nhất ở châu Âu. Indonesia đã mất đi 70% rừng già, 2 triệu hecta rừng già biến mất mỗi năm để nhường chỗ cho cây cọ, như từ không trung chúng ta đã nhìn thấy trên đảo Borneo. Và tốc độ phá rừng sẽ còn tăng nhanh hơn nữa, vì dầu cọ có thể được dùng làm nhiên liệu xanh thay thế xăng dầu cho xe của chúng ta chạy. Ngay từ bây giờ, các công ty đa quốc gia với sự hỗ trợ của nhiều ngân hàng Pháp đã muốn nhân diện tích trồng cọ lên để có dầu làm nhiên liệu xanh. Một áp lực kinh khủng mà trái đất của chúng ta sẽ không chịu nổi. Nếu muốn hình dung cụ thể hơn, bạn cứ coi như hiện nay, mỗi người Pháp dùng hết một cây cọ để thỏa mãn nhu cầu, từ thực phẩm đến dầu gội đầu, nước rửa chén, xà bông, tất cả những thứ tiêu dùng hàng ngày. Nhưng nay mai thì có lẽ phải cần tới 20 cây cọ cho một người, vì cộng đồng châu Âu đã có quyết định phát triển nhiên liệu xanh. Không thể chấp nhận được những hậu quả về mặt môi trường, không thể nào có chuyện trái đất này sẽ phủ toàn cây cọ để sản xuất dầu cho ô tô và máy bay của chúng ta. Không thể được. Thế nhưng việc sản xuất nhiên liệu xanh đã bắt đầu. Nông dân hiện nay ngày càng dành ít đất cho cây lương thực mà dành đất cho cây sản xuất nhiên liệu. Kết quả giá ngũ cốc trên thế giới tăng vọt. Giá lúa mì tăng gấp đôi chỉ trong vòng 5 tháng. Chúng ta có thể cứ tiếp tục như thế, bất kể ảnh hưởng đến con người, đến môi trường và động vật không? Sau chuyện nhiên liệu xanh, ta còn phải lần mò cho một mê cung bao la khác, một chủ đề nhạy cảm mà tôi muốn nói với các bạn, đó là hạt giống biến đổi gen. Cây trồng từ hạt giống biến đổi gen đã có mặt ở khắp nơi. Chúng chiếm đến 100 triệu hecta đất trên thế giới, tức tương đương với 3 lần diện tích nông nghiệp của Pháp. Tuy nhiên, ở châu Âu, cây trồng biến đổi gen hiện nay chưa xuất hiện. Người ta còn đang chống lại, đang rất ngờ vực. Vì sao vậy? Đối với một số người thì cây trồng biến đổi gen thật tuyệt vời. Nó sẽ giải quyết được tất cả các vấn đề, nạn đói và ô nhiễm. Với một số khác thì cây trồng biến đổi gen là một đại họa, một mối nguy hiểm cho con người. Đứng trước ngã ba đường này, cũng giống như đang trong mê cung, tôi hoàn toàn mất phương hướng. Chúng ta hãy cố gắng cùng nhau dò đường cho rõ ràng hơn. Ba chữ OGM có nghĩa là cây trồng biến đổi gen. Ở cây trồng biến đổi gen, người ta tác động trực tiếp đến trung tâm của tế bào sống, và vì vậy biến đổi đặc tính di truyền của một loài, một giống. Người ta có thể làm cho cây kháng bệnh tốt hơn, chịu đựng môi trường khắc nghiệt tốt hơn hoặc có khả năng tự chống sâu bệnh. Thế thì quá lợi cho nông dân vì qua đó năng suất tăng lên. Tuy nhiên chúng ta có chắc chắn được rằng mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát không? Bernard Mir trồng ngũ cốc, anh hoàn toàn bị thuyết phục bởi OGM.
Trước kia các cây trồng truyền thống của anh thường bị sâu ăn hại. Đây, đây là con sâu lông ăn hết bắp của tôi. Bắp biến đổi gen có khả năng chống lại loại sâu này. Anh thấy đấy, không còn sâu lông ăn hại nữa. Trong khi đó, có thể cây bắp truyền thống không có khả năng tự vệ. Nhưng nếu cây bắp biến đổi gen gây độc hại cho sâu lông, thì nó có vô hại cho bò, heo, gà không khi chúng ta nuôi chúng bằng bắp? Đây là một câu hỏi rất đích đáng. Để trả lời nó, trước tiên chúng ta phải biết rằng 80% cây trồng biến đổi gen trên thế giới được sản xuất bởi một công ty duy nhất, Monsanto, một công ty khổng lồ rất cần nhắc tới với doanh thu hàng năm là 7 tỷ đô la Mỹ. Người ta thường ví Monsanto như một quỷ sống trong bí mật cần phải tiêu diệt. Tôi thì tôi nói là không. Ngược lại, Monsanto có một vị trí và một sứ mạng rất rõ ràng. Sứ mạng đó là mang lại những giải pháp an toàn và hiệu quả nhất cho nông dân. Nhưng làm sao có thể đặt niềm tin vào công ty này, công ty hàng đầu thế giới về sản xuất thuốc trừ sâu từ thập niên 60 và cứ làm ô nhiễm đất của chúng ta mãi đến ngày nay? Làm sao tin được Monsanto với những con người đã từng cung cấp cho quân đội Mỹ chất độc màu da cam để sử dụng trong chiến tranh Việt Nam? Chất độc cực mạnh này dùng để tiêu diệt kẻ thù, làm sao tin là chúng vô hại cho con người? Nhiều thế hệ qua đi, hàng ngàn người dân vẫn còn nhiễm chất dioxin chứa trong sản phẩm này. Làm sao tin chắc rằng cây trồng biến đổi gen không có hại cho sức khỏe chúng ta khi nó được sản xuất bởi cùng một công ty như thế? Cây biến đổi gen đã được trồng từ 10 năm nay trên thế giới. Hàng triệu người, hàng triệu thú nuôi đã ăn chúng. Ngày nay không có một nghiên cứu khoa học nào đưa ra kết quả gì về tác hại của loại cây trồng biến đổi gen hoặc các sản phẩm có sử dụng cây trồng biến đổi gen đối với người tiêu dùng. Những điều như vậy có vẻ làm chúng ta an tâm là những nghiên cứu về hậu quả của cây trồng biến đổi gen lại do chính công ty Monsanto thực hiện. Monsanto có mặt trên 80 nước, khắp nơi đều tìm thấy cây bắp, cây cải dầu, cây đậu nành biến đổi gen. Làm sao Monsanto có thể khách quan khi tự mình vừa làm bị cáo, vừa làm quan tòa? Cây bắp trồng theo công nghệ cao mà ông thấy phía sau tôi là gì? Là kết quả của 10 năm nghiên cứu. Đã có hàng trăm khảo cứu về mức độ an toàn được kiểm tra và đánh giá bởi hàng chục hội đồng chuyên gia ở tất cả các nước mà nó được phép trồng. Và tất cả các hội đồng đó đều kết luận rằng giống bắp này an toàn cho con người, cũng như cho thú nuôi và môi trường. Tuy nhiên, một số chuyên gia đã phản đối kết quả phân tích này, ví dụ như giáo sư Jean Seralini. Khi xem lại một thí nghiệm do Monsanto thực hiện trên chuột được nuôi bằng bắp biến đổi gen, ông diễn giải kết quả theo một cách hoàn toàn khác. Kết quả do hãng Monsanto diễn giải là có phải hiệu ứng dương tính nhưng không sao đâu. Chúng tôi thì khác, chúng tôi nói, à không, trên thực tế là có sao đấy. Chúng tôi làm một danh sách tất cả các hiệu ứng dương và chúng tôi nhận thấy rằng các hiệu ứng này tập trung vào gan và thận của con vật. Mà gan và thận là những bộ phận báo hiệu trước tiên khi có dấu hiệu nhiễm hóa chất. Trên thực tế, người ta quan sát thấy ở một số chuột đã có hiện tượng gan bị tăng trọng, ở một số khác lại có hiện tượng thận bị giảm trọng. Với giáo sư Seralini thì vấn đề chủ yếu nằm ở thời gian thực hiện các nghiên cứu kiểm nghiệm của Monsanto không đủ dài để đánh giá hiệu ứng trên con người. Đối với cây trồng biến đổi gen hiện nay, việc vận động hành lang, lobby rất mạnh. Họ làm tất cả để ngăn chặn các kiểm nghiệm dài hơn 3 tháng. Trong khi đó, hiển nhiên là nếu muốn kết luận về hậu quả lên con người, thì phải làm kiểm nghiệm trên 3 loại động vật có vú và phải trong thời gian 2 năm, giống như các kiểm nghiệm đã làm với thuốc trừ sâu và dược phẩm. Sẽ là một sai lầm khoa học thật sự trong lịch sử, gây thiệt hại nghiêm trọng nếu chúng ta không kiểm nghiệm quá 3 tháng trên chuột rồi mới có thể kết luận rằng cây trồng biến đổi gen có an toàn cho con người hay không. Điều tai hại nhất ở đây là nhà nước hầu như vắng mặt trong các công trình nghiên cứu kiểm nghiệm về hậu quả trên sức khỏe con người. Chỉ có nhà nước mới có thể đảm bảo tính minh bạch thật sự. Anh Daniel Evin là người ở vị trí có thể biết chuyện để nói về điều đó. Là kỹ sư nông nghiệp của Monsanto, anh đã xin thôi việc vì chính sách của công ty này làm cho anh lo ngại. Khi nghiên cứu cây cà dầu biến đổi gen, anh nhận thấy rằng loại gen mới cấy vào cây không ổn định và biến dạng đi.
Công ty Monsanto yêu cầu anh im lặng, không được làm lộ thông tin đắt giá này. Khi có vấn đề, không nhất thiết phải tuyên bố ra ngay, nhưng phải đặt nó lên bàn và mổ xẻ xem nó có nguy hiểm hay không. Nhưng khổ nỗi là tôi không thể biết chính xác là có nguy hiểm hay không, trừ khi chuyện xảy ra rồi. Điều làm cho tôi sốc là cứ mỗi lần phát hiện ra vấn đề là lại phải che đậy lại. Còn một cái gai nhức nhối khác nữa là sự phát tán phấn hoa của cây trồng biến đổi gen trong thiên nhiên. Và vấn đề này cũng do anh Daniel Evin tố cáo. Họ yêu cầu tôi khẳng định là phấn hoa của cây cải dầu không đi xa hơn 10 mét. Trong khi đó, với công việc chuyên môn hàng ngày của mình, chúng tôi biết rõ rằng phấn hoa cây cải dầu có thể đi xa hơn 3 km. Ong, chim và gió, nghi vấn về phát tán phấn hoa vô cùng quan trọng vì nó đụng đến khả năng kiểm soát làm chủ kỹ thuật mới này. Nếu phấn hoa cây trồng biến đổi gen lẫn vào cây không biến đổi gen hoặc cây dại, thì đây là sự ảnh hưởng một chiều, không thể quay ngược lại được. Với cây bắp thì công ty Monsanto chỉ muốn trấn an mọi người. Công ty đưa ra hai biện chứng sinh học, đó là gì? Thứ nhất là hai cây khác loài không thể giao nhau. Cây bắp chỉ có thể giao với cây bắp, còn bắp và lúa mì, bắp và cà chua thì không thể. Vì thế, không thể có chuyện phát tán phấn hoa trên những giống cây khác. Vậy thì có gì phải lo ngại? Biện chứng thứ hai, khoa học đã nói rằng phấn hoa của mỗi cây bắp không thể đi xa hơn 10 mét. Để tránh mọi khả năng phát tán, Monsanto đề nghị làm một vùng mà họ gọi là vùng ngăn cách. Chúng ta đang ở giữa vùng ngăn cách. Bên trái tôi là vùng trồng bắp biến đổi gen. Cách vùng trồng bắp không bị biến đổi gen 30 hàng. Đi test theo đường này, ta thấy vùng đất trồng đậu que và vùng trồng hoa hướng dương được ngăn cách với vùng bắp không biến đổi gen của người hàng xóm của tôi bên tay phải. Nhưng mà vùng ngăn cách này có tác dụng thật sự không? Ông Seralini không tin. Một khi đã ở trong một không gian mở, ở giữa đồng rồi, thì hạn chế việc phấn hoa phát tán là không thể. Dù thế nào đi nữa, cũng sẽ bắt buộc phải có chuyện sống chung khổ sở với các nhà nông hữu cơ không thích cây trồng biến đổi gen. Hay nói cách khác, giữa kiểu làm nông nghiệp theo quy ước hiện nay và kiểu nông nghiệp với cây trồng biến đổi gen. Vậy chúng ta có cần đến công nghệ sinh học không? Và đặt câu hỏi lại là cây trồng biến đổi gen có ích không? Nói theo kiểu đại khái, thì chúng hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn. Công ty Monsanto đã từ lâu nay cứ lặp đi lặp lại là họ muốn giải quyết nạn đói trên thế giới bằng nhiều loại cây trồng biến đổi gen mới. Sắp tới chúng ta sẽ có dầu, và các loại cây cải dầu hay cây hoa hướng dương dạng công nghệ sinh học cho phép làm ra loại dầu chứa chất axit béo omega. Về mặt dinh dưỡng thì rất tốt cho sức khỏe. Một ví dụ khác rất quan trọng nữa là trước tình trạng quả địa cầu nóng lên, chúng tôi đang nghiên cứu những loại cây có khả năng chịu hạn, cho phép tiết kiệm nước, nguồn tài nguyên vô cùng quý giá hiện nay. Nhưng những người chống lại cây trồng biến đổi gen thì không tin vào các lập luận về giải pháp thần kỳ này. Lập luận mà Monsanto dùng để chứng minh rằng cây trồng biến đổi gen giúp giảm nạn đói trên thế giới là hoàn toàn sai. Vì trước hết, cây trồng biến đổi gen đang phát triển hiện nay là cây trồng dùng để nuôi gia súc, đặc biệt là gia súc tại các nước phát triển. Thật là không tưởng. Thứ hai là nếu để giảm nghèo đói, thì sao lại bắt nông dân các nước đang phát triển phải đều đặn bỏ tiền ra mua hạt giống? Có thể thấy ngay là hoàn toàn vô lý khi nói cây trồng biến đổi gen sẽ giúp đỡ các nước đang phát triển. Trên thực tế, để duy trì lợi ích của cây trồng biến đổi gen, mỗi năm nông dân phải mua công nghệ sinh học, tức mua hạt giống. Đối với Monsanto, đó là giá phải trả cho công trình nghiên cứu và phát triển của họ. Chúng ta có thể tự vấn về việc chiếm giữ sinh vật sống để phục vụ lợi ích thương mại này. Ai thực sự kiểm soát cây trồng biến đổi gen? Chúng có thực sự vô hại cho môi trường và sức khỏe chúng ta không? Ngày hôm nay, đây là những câu hỏi chưa được trả lời một cách đúng đắn. Chúng ta đòi hỏi những câu trả lời này. Trong khi chờ đợi, đừng vội vã quá. Đừng biến đổi thiên nhiên. Vì chắc chắn tương lai của chúng ta nằm ở đó. Thay vì sản xuất thừa thãi, tại sao lại không nghĩ đến việc tôn trọng nhỉ?
Tôn trọng con người, truyền thống, thiên nhiên, đất đai, khí hậu, đó mới là nông nghiệp bền vững. Và để nói đến nền nông nghiệp bền vững lý tưởng ấy, chúng tôi đến vườn nho của vùng Beaume de Verny, dưới chân dãy núi Dentelle de Montmirail. Tôi sẽ đi gặp ông Dominique Chardon, người nông dân đã tạo nên phong trào đất và đặc sản. Chào Dominique, chào Jan. Chúng ta đang ở vùng Beaume de Verny. Với anh, đây là một vùng đất lý tưởng. Có lần tôi nghe anh nói rằng, đặc sản chính là tình yêu giữa đất và con người. À, đúng như vậy đấy. Đất và con người sống ở vùng đất đó có mối quan hệ da thịt gần gũi, như vợ với chồng. Đặc sản là kết tinh của tình yêu giữa đất, nghề và người. Đặc sản chỉ ra đời trên vùng đó, với con người đó. Trái tim của đặc sản chính là con người. Ở đây thế hệ trẻ muốn bám trụ, xây dựng và sống trên vườn nho để nối nghiệp cha mẹ. Đó là tình yêu rõ ràng như thế. Và tôi tin là nghề nông là nghề để nuôi sống con người. Thế tại sao lại nói đặc sản là tôn trọng môi trường? Bởi vì để sống được trên đất và làm ra đặc sản thì phải sống hài hòa với những gì đất có, đất cho. Bởi vì phải biết sử dụng một cách trân trọng những gì quý hiếm, ngay cả khi chúng vô cùng bé nhỏ như nước, không gian, đất. Đó là điều cơ bản. Tôi yêu đặc sản. Đặc sản thể hiện sự chống chọi lại với nông nghiệp tiêu chuẩn hóa, tức là nền nông nghiệp loại bỏ tất cả các cây trồng có năng suất thấp. Tình trạng này rất đáng lo ngại, vì 90% các loại rau quả được thống kê vào năm 1900 đã biến mất. Vậy làm sao đặc sản lại là cách giải quyết để chống lại sự tiêu chuẩn hóa nông nghiệp đang xảy ra trên hành tinh ngày nay? Ngày nay với tôi thì mỗi người cứ làm gì mà mình thích, tôi rất thoải mái. Nhưng tôi vẫn tự nhủ rằng, vì tương lai của trái đất không nên rơi vào quá khích, đừng hành động kiểu cực đoan. Tôi tin chắc một điều là chúng ta phải đấu tranh để giữ gìn sự đa dạng, chứ không phải phát huy tính đồng dạng. Đa dạng như thế nào? Đa dạng nghĩa là hữu cơ, là trồng nhiều loại, nhiều giống cây khác nhau, là ăn uống đa dạng. Tôi tự hỏi, nếu cuối cùng ai cũng ăn giống nhau hết, nếu tất cả các nền nông nghiệp đều giống nhau, thì liệu chúng ta có sống không? Liệu con người có tồn tại không? Chắc chắn là vẫn sống rồi. Nhưng than ôi, thế thì thế gian này buồn quá. Và chắc là chúng ta sẽ thật bất hạnh. Cũng đừng nói gì với tôi về vẻ đẹp nữa, bởi vì chúng ta đã đồng dạng hóa đời sống của con người. Chính vì thế mà tôi nghĩ là cuộc chiến thực sự cho ngày mai là cuộc chiến để gìn giữ đặc sản của vùng miền. Sự hiện đại của đặc sản cũng chính ở chỗ đa dạng, chính khả năng chống chọi lại đồng dạng hóa, đa dạng bản chất của cuộc sống. Trên thế giới có khoảng 2.000 loại cà chua khác nhau, nhưng tiếc thay trong siêu thị của chúng ta thì lúc nào cũng chỉ có một vài loại. Lý do là vì người ta đã chọn lọc, chỉ giữ những loại có khả năng chịu đựng việc vận chuyển đường xa, có khả năng tươi lâu và nhất là có khả năng trồng quanh năm. Còn ở đây, cứ nhìn những quả cà chua này mà xem, chúng thật tuyệt vời, chúng có những cái tên thật nên thơ. Hoa hồng trắng, tiên nắng, vằn xanh, bạch diễm. Nếu các bạn muốn tìm lại cái gu rau quả tươi mới hái, hãy ghi danh vào hội AMAP. AMAP là hội có mục tiêu gìn giữ nông nghiệp nông thôn truyền thống. Trên mảnh đất bé nhỏ này, nằm giữa hai tỉnh Toulon và Marseille, là một trang trại không giống những trang trại khác, đó là trại Olivat. Daniel Vuillon là một nông dân, suốt một thời gian dài ông trồng salad cho các siêu thị lớn. Một ngày kia, sau chuyến du hành ở thủ đô New York, ông mang về một cái nhìn mới và cho nó thích nghi với nước Pháp. Ngày nay, cách nhìn mới này có thể sẽ là một cuộc cách mạng thay đổi thói quen tiêu thụ của chúng ta. Chúng tôi đi thăm con gái đang làm việc quận Manhattan. Đúng vào lúc có phân phối rau quả trong khuôn viên của một nhà thờ, chúng tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra đây. Rau quả rất tươi tốt, rồi mọi người đi vào lấy rau mang đi mà chẳng trả tiền. AMAP, hội gìn giữ nông nghiệp nông thôn truyền thống, người tiêu thụ hứa trước vụ mùa 6 tháng là sẽ mua rau quả. Người nông dân biết được trước số khách hàng của mình là bao nhiêu và sẽ chỉ sản xuất lượng rau quả vừa đủ. Để đổi lại, người nông dân cam kết tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, không dùng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học. Bằng cách đó, hội AMAP đã góp phần làm sống lại hương vị cây trái rau quả truyền thống hiếm hoi đã bị lãng quên mà chúng ta không còn thấy trong siêu thị nữa.
Lấy cà tím làm ví dụ, trên trái đất có 800 loại cà tím khác nhau. Tôi không thấy lý do gì mà chúng ta phải trồng chỉ có một loại, làm sống lại sự đa dạng đã có ngày xưa và bị biến mất hôm nay vì không đủ tiêu chuẩn quy ước. Đó là việc mà chúng tôi muốn làm qua nhiều tổ chức AMAP. Đây là một trong những vườn rau của AMAP. Chúng ta sản xuất rau quả theo mùa, chúng tôi chỉ ăn những gì mà thiên nhiên ban tặng. Chúng tôi không muốn trồng cà chua vào mùa đông. Chúng tôi trồng rau quả hợp với thời tiết. Một loại rau quả chỉ mọc vào một mùa nhất định nào đó là có lý do của nó, cho chúng ta đủ chất để tái tạo năng lượng cần thiết cho cơ thể. Vì thế, về mặt sức khỏe, cây cũng tốt mà người cũng tốt. Cây đúng mùa sẽ cho ra hương vị tuyệt vời nhất. Mỗi tuần, các gia đình đến đây tự mang giỏ theo để lấy phần rau quả của mình về. Chi phí cho 6 tháng chưa tới 600 euro, tức là trung bình mỗi tuần 25 euro, không đắt hơn mua trong siêu thị. Số lượng rau quả có được sẽ thay đổi tùy theo mùa, nhưng cũng tùy theo tính khí thất thường của thời tiết. Khi thời tiết bất lợi thì giỏ rau cũng bớt đầy đi. Vậy quả cà tím tròn này, trong nó có sự tôn trọng môi trường, có cả sự minh bạch. Vì tôi biết rau quả ở đây được trồng bằng cách nào. Nuôi dưỡng đất là điều quan trọng. Chúng ta cần có những nông dân muốn làm việc trên đất, muốn nuôi dưỡng đất, và chúng ta phải tạo điều kiện cho họ. Đối với tôi, điều đó thể hiện sự đoàn kết. Trong các vườn rau thuộc hội AMAP, người tiêu thụ đoàn kết với nông dân qua việc chấp nhận rủi ro. Khác hẳn với các siêu thị lớn, ở đây người ta biết ai sản xuất và sản xuất để bán cho ai. Đối với Denis de Vuillon, đây chính là điểm căn bản của phong trào AMAP. Mỗi lần hái rau quả, chúng tôi biết sẽ hái cho ai, cho bà, cho ông, cho cô, cho người đang có thai, cho bà mẹ vừa mới sanh. Những mớ rau này như ghi dấu từng gương mặt của họ. Điểm lợi cuối cùng của phương thức này là khoảng cách địa lý gần gũi. Ở đây chúng tôi không cần phải phụ thuộc vào dầu hỏa. Ở Pháp, lương thực thực phẩm phải vận chuyển trung bình 1.500 km mới tới bàn ăn của chúng ta. Một tấn thực phẩm vận chuyển qua đường hàng không sẽ cần tới 3 tấn carbon. Hao tốn đó để làm gì? Chỉ để thỏa mãn cho ý muốn cung cấp sản phẩm trái mùa. Ở Pháp, các vườn rau trong hội AMAP hiện đã cung cấp rau quả cho hơn 600.000 người. Nhưng đó chỉ là một giọt nước. Trái đất sắp tới có 9 tỷ người. 9 tỷ người là 9 tỷ miệng ăn. Nếu chúng ta rút kiệt sức trái đất này để nuôi sống tất cả trong một giờ, thì sau đó không còn gì cho ai nữa. Vậy điều phải nghĩ đến là tìm các thứ sản xuất nào đó cho phép nuôi sống chúng ta hôm nay mà vẫn giữ khả năng nuôi sống tất cả con cháu chúng ta mai sau. Phong trào hội AMAP thành công nhanh chóng. Số lượng vườn rau kiểu này cứ sau mỗi 6 tháng lại tăng gấp đôi và ngày nay lên đến hàng ngàn. Thật không thể tưởng tượng được. Phương thức mới này giúp chúng ta giữ mối quan hệ với nông dân. Điều này rất quan trọng. Hãy nhìn các thung lũng vùng Pyrenees. Không có nông dân thì làm sao duy trì được đời sống nông thôn? Làm sao còn trường học, cửa hàng buôn bán? Làm sao còn được phong cảnh này? Nông thôn chỉ có tương lai khi nông dân còn tương lai ở đó. Một số người đã tìm được giải pháp là bằng cách giữ gìn truyền thống và nhất là tìm lại được sợi dây liên hệ với người tiêu thụ. Chúng ta đang ở Bình Nguyên Bay, vùng Ariège. Tôi đưa các bạn đến gặp anh Philippe Lacuip, người tự định nghĩa mình là một nông dân tự do. Tôi như nhìn thấy tôi của ngày xưa là một thằng bé trong ngôi làng nhỏ dưới đồi đang thả hồn bay theo trí tưởng tượng, vẽ vời một cuộc đời làm người chăn nuôi trên núi. Phải nói rằng, lớn lên trong một khung cảnh thế này, gần gũi với thú nuôi với tôi thật giản đơn. Đó chính là hạnh phúc. Philippe Lacuip nuôi những con bò thuộc họ Gascon. Với đàn bò quê khỏe mạnh này, anh tiếp nối truyền thống chăn thả tự do. Việc chăn dắt một đàn bò 600 con, di chuyển từ đồng cỏ này sang đồng cỏ khác để kiếm ăn, tạo nên những giây phút tuyệt vời cho riêng anh. Với bò dấu hiệu cho chúng biết sắp bắt đầu di chuyển là tôi quàng chuông vào cổ chúng. Chúng còn lăng xăng hơn trẻ con sắp được nghỉ hè. Chúng không khoái gì bằng gặm cỏ ở đây. Và tôi bảo đảm với ai rằng đây là những chú bò hạnh phúc, dễ hiểu chúng mà, đúng không? Anh biết đấy, thay vì sống trong chuồng, bốn bề bị rào, bị nhốt, thì chúng ở đây giữa hàng ngàn hecta, giữa sỏi đá, cỏ, cây, mây nước, có thể thấy ngay là chúng sung sướng. Là người tự do, anh Philippe từ chối kiểu công nghiệp hóa nông nghiệp. Bò di chuyển tìm cỏ trên đồng, thức ăn phụ thêm duy nhất mà anh cho phép chỉ là một chút ít muối.
đàn bò ăn cỏ tự do ở đây 4 tháng, thêm khoảng 3 tháng nữa trên núi cũng hoàn toàn tự do. Như vậy tổng cộng gần 7 tháng ngoài thiên nhiên, cho nên chúng cũng gần như thú rừng. Thôi thôi không đánh nhau nữa nào. Tôi cho chúng một tí muối mặn thế này là để cho chúng biết con người còn ở đây, chúng không phải là thú hoang. Cho chúng muối cũng là cách để xem chúng có khỏe không, xem mọi thứ có ổn không, và đó cũng là cái cớ để đụng chúng, cảm nhận chúng, cho chúng gần gũi với con người. Sản xuất thịt có chất lượng là điều hoàn toàn có thể, và nhất là có thể sống đầy đủ. Cuộc sống của anh Philip không hề thiếu thốn. Điều này chứng minh rằng chăn nuôi kiểu công nghiệp có thể không còn đất sống nữa. Anh có thấy hãnh diện về nghề nghiệp của mình không? Tôi hãnh diện được sống trong một môi trường, một không gian như thế này. Tôi hãnh diện là đàn bò của tôi có 7-8 tháng trong năm ăn cỏ lành mạnh, là đặc sản của thiên nhiên vùng núi này. Tôi hãnh diện là chúng đã giúp bảo dưỡng một không gian như thế này, giúp duy trì đa dạng sinh học. Thú thật, về bản năng tôi gắn chặt với vùng đất này. Thế anh có tìm thấy sợi dây liên lạc với khách hàng không? Trong mọi khía cạnh, toàn bộ triết lý của chúng tôi nằm ở chỗ. Chúng tôi sống trên núi, sống trong một môi trường khó khăn, và chính môi trường khó khăn ấy đã tạo ra những sản phẩm chất lượng tuyệt vời. Nhưng để sống được, chúng tôi phải mang sản phẩm ấy đến với người tiêu thụ, cần phải bỏ qua thương lái trung gian. Có như vậy thì lợi nhuận mới giúp chúng tôi đủ thu nhập để mà sống xứng đáng với nghề. Ở đây chúng tôi có may mắn là nằm tại địa điểm du lịch, nên cũng có khách hàng khi người ta đến nghỉ ngơi. Khi đến du lịch, người ta không còn bị áp lực bởi xe cộ, bởi metro, bởi công việc. Tôi đưa họ đến đây xem bò, giải thích cho họ biết mùa bò di chuyển tìm cỏ là làm sao, giải thích nghề chăn nuôi trên núi. Lúc đó họ có thời gian, họ lắng nghe. Đây chính là lúc lý tưởng để giải thích. Những gì anh làm ở đây thì có thể làm ở đồng bằng trên khắp nước Pháp không? Tôi nghĩ rằng bằng cách này hay cách khác, một nền nông nghiệp tôn trọng môi trường, sản xuất chất lượng thì không có lý do gì mà không làm được ở nơi khác. Chỉ có điều là nơi khác thì có không dân khác, điều kiện khác, có thế thôi. Ở bất cứ nơi đâu cũng có chỗ cho một kiểu nông nghiệp như thế. Tôi thực sự tin rằng tương lai của nông nghiệp nằm ở chất lượng. Tôi cũng không phải là người quá khích, cứ đòi là phải nông nghiệp hữu cơ. Có nhiều người sản xuất rau quả chất lượng rất tốt mà không hẳn là bio. Dẫu gì đi nữa, thì tôi vẫn tin vào những phương thức nông nghiệp hướng về chất lượng, về người tiêu thụ, với những sản phẩm có giá trị. Và cũng hướng đến sức khỏe của gia súc nữa chứ. Chắc chắn rồi, anh thấy đấy. Khi chọn lựa cách chăn nuôi trồng trọt này, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng điều kiện sống của động vật. Anh có thể gửi một lời nhắn nhủ đến người tiêu thụ đấy. Vậy anh muốn nói gì đây? Điều tôi muốn nói là thay vì lấy xe đẩy và cứ thế mà đẩy đi trong các đường hàng của siêu thị, chăm chăm nhìn vào giá bán, thì một lúc nào đó, các bạn hãy tự đặt câu hỏi là mình đang làm gì? Ngày nay, sở dĩ nông nghiệp bị công nghiệp hóa, bị bắt phải sản xuất đại trà, là cũng vì người tiêu thụ chỉ đòi mua sản phẩm giá rẻ. Trong chuyện này, tôi không muốn chỉ đổ lỗi cho nông dân. Tất cả mọi người đều có lỗi, trong đó có người tiêu thụ. Đến lúc nào đó, có lẽ người tiêu thụ phải tự nói là thay vì ngày nào cũng ăn thịt, chỉ nên ăn 3 ngày một lần thôi và ăn thịt chất lượng cao. Với rau quả cũng vậy, đòi ăn quả đào vào tháng 12 giữa mùa đông là không được, phải chờ tháng 6, tháng 7 của năm sau mới có. Đã đến lúc người tiêu thụ phải suy nghĩ về thói quen mua sắm của mình. Tôi nói thế không có nghĩa bắt buộc là họ phải mua đắt tiền hơn. Nhưng trước hết là phải có suy nghĩ về thái độ tiêu thụ của mình. Từ đó mà đi chung một chiếc tàu với người làm nông nghiệp. Chúng ta hãy đi cùng nhau. Nông nghiệp cũng không thể đi một mình được. Anh có chống lại việc công nghiệp hóa nông nghiệp không? Tôi đâu có mê nó. Có một chuyện nhỏ mà tôi muốn kể ở đây là cách đây 3 năm. Trong chuyến tham quan mà tôi tổ chức để mọi người thăm bò của tôi, có một chủ trại gà ở miền Trung nước Pháp nói với tôi, cậu biết không, tôi, con cái, gia đình tôi không bao giờ dám ăn con gà nào của trại. Tôi thấy như vậy khớm tiếc quá. Tôi, con cái tôi là những người đầu tiên ăn sản phẩm tôi làm ra. Tôi, bọn trẻ, gia đình tôi là những người tiêu thụ đầu tiên những gì tôi sản xuất từ trên đất của mình. Hôm nay đây tôi mong các bạn hiểu, tôi không muốn phán xét người nông dân. Tôi chỉ muốn hiểu họ.
cơ chế của chúng ta không tạo điều kiện dễ dàng cho họ. Có thể nói chính sách nhà nước đã gây ra tình trạng này vì đã trợ cấp cho những nông dân sản xuất theo kiểu công nghiệp đại trà. Bây giờ đã đến lúc phải nhìn lại một chính sách có trách nhiệm, phải tài trợ cho một nền nông nghiệp mới, sinh thái, tôn trọng đất, tôn trọng động vật và con người. Trong một báo cáo mới đây của FAO, Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp Quốc, một tổ chức rất nghiêm túc về nông nghiệp và lương thực, các chuyên gia đã kết luận rằng nông nghiệp hữu cơ có thể đủ để nuôi sống mọi người trên trái đất. Thật không thể tưởng tượng được, điều này hoàn toàn trái với những gì mà giới truyền thông lặp đi lặp lại với chúng ta bao nhiêu năm qua. Chúng ta phải thay đổi thói quen, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi vận mệnh của trái đất. Ta hay quên điều này lắm. Hãy đưa tay cho nông dân, hãy mua sản phẩm của những người nông dân sống và sản xuất với môi trường trong sạch. Hãy tìm lại sợi dây nối kết mọi người với nhau. Các bạn có tưởng tượng được không? Cứ 20 phút là lại có một nông dân bỏ nghề, phí phạm quá. Trong 40 năm nữa, trái đất của chúng ta có 9 tỷ người, 9 tỷ con người cần lương thực. Trở về với đất, đó là tương lai. Ngày mai chúng ta cần nông dân, còn hôm nay người nông dân lại đang cần đến chúng ta. Xin tạm biệt. Tôi không quên cảm ơn tất cả những người đã giúp chúng ta suy nghĩ trong suốt phóng sự này. Cảm ơn ông André Pochon, người nông dân đã đề nghị những kỹ thuật chăn nuôi đơn giản và thiết thực. Cảm ơn anh Eric Coulet đã báo động cho chúng ta về những hiểm nguy đang đe dọa vùng Kamak. Cảm ơn giáo sư Sun Tang, những nghiên cứu về hậu quả của thuốc trừ sâu trên trẻ em sẽ cần phải được lan rộng hơn nữa. Cảm ơn anh Jacques Rosier đã làm chứng về những điều kiện khó khăn của người trồng lúa ở vùng Kamak. Xin cảm ơn anh François Villeret và anh Louis Boutrain. Hành động của các anh chống lại vụ scandal thuốc trừ sâu ở các tỉnh đảo là một tấm gương sáng. Cảm ơn Lydia và Claude Bourguignon, những nhà nông học hoạt động cho đất trên hành tinh của chúng ta được cải tạo tốt hơn. Cảm ơn anh Umendra Dutt đã giới thiệu cho nông dân vùng Pensac một kiểu làm nông nghiệp tôn trọng con người và môi trường. Cảm ơn cô Sylvie Brunel đã báo cho chúng tôi biết hậu quả của việc công nghiệp hóa nông nghiệp nghiêm trọng đến mức độ nào. Cảm ơn Sylvain Angerang và Birut Gandika, cuộc đấu tranh chống lại sự phá rừng và bảo vệ linh trưởng ở Indonesia của các anh chị thật đáng khâm phục. Cảm ơn Dominique Chardon, người đã cưỡng lại sự tiêu chuẩn hóa trong nông nghiệp. Cảm ơn Daniel Vuyon, người nông dân của hội AMAP, đã chỉ cho chúng ta biết con đường đi. Cảm ơn Philippe Lacquip, người chăn nuôi miền núi Pyrenees đã giữ gìn được truyền thống chăn thả tự nhiên. Như tất cả các đợt chiếu phim trong tập Nhìn từ không trung, tập phim này tự nguyện bồi thường khí thải carbon. Điều đó có nghĩa là gì? Để thực hiện các phóng sự trong phim trên những đoạn đường đi qua, chúng tôi đã phải sử dụng máy bay và trực thăng thải ra cho bầu khí quyển 64 tấn ga carbonic là chất gây hiệu ứng nhà kính, góp phần hâm nóng trái đất. Con số này tương đương với lượng khí thải của 7 người Pháp trong một năm. Để không đi ngược lại tinh thần của mình, chúng tôi quyết định bồi thường cho hành động này bằng việc tham gia vào dự án Carbon của hội ADEM, cụ thể là giúp đỡ một tổ chức phi chính phủ Pháp mang tên Bolivia và Ti đang làm việc tại vùng núi And ở Nam Mỹ. Dự án của họ giúp người dân ở đó không dùng củi để nấu nướng nữa mà thay bằng lò sử dụng năng lượng mặt trời. Những gia đình được giúp đỡ phải tự chế lò nấu trong các buổi học do hội này tổ chức. Đây là một cách nấu nướng sinh thái giúp chống lại nạn phá rừng và cũng làm giảm gánh nặng cho phụ nữ. Hàng ngày họ không phải đi lượm cây chẻ củi nữa. Mỗi năm, mỗi lò nấu tiết kiệm được khoảng 1 tấn CO2. Như thế, chúng ta đã góp phần làm giảm hiện tượng hâm nóng trái đất. Đối với chúng tôi, điều đó vô cùng quan trọng.